Đúng rồi, mình phải nhìn từ ở trên đó. Thì mình nhìn này, thấy không? Mình gắn cái thiếp vào mình thấy chưa? Nó đi thẳng không? Thấy không? Nó quan trọng, nó phải như vậy. Còn không đó là mình gắn thiếp vào, đa số nó bị méo là như vậy đó. Hèn chi bữa em cứ ngon cái mắt không gắn méo hoài à. Đó nhá, cái đó là cái bí quyết. Nhiều khi mình gắn nó vào, mình để nó vào, nó thấy chưa? Đó, nhìn cái móng tay này, cái móng tay của người mẫu này của mình, cái móng vừa móng và cái shape, cái form móng tay cũng khá đẹp nha. Thì bây giờ mình làm cái bộ này, nếu mà mình làm theo cái shape coffin hay là cái shape gì nó cũng đẹp hết trơn. Ok, mình nhìn này, thấy không? Thì cái thằng này đi đều này, thấy chưa? Đó, mình chú ý. Cái bì này luôn sướng nha, khỏi gắn cái. Cái chai này được cái là đi làm được hết tất cả cả hai. Thích ha, thích hơn bởi vì mình phải gắn cái keo. Thấy không? Thấy nó thẳng, thấy cái thiếp mình gắn đúng không? Mình đưa vào nó dính liền này, thấy chưa? Đó. Không mà cái móng này tương đối nó không có méo. Đúng rồi, cái móng này nó dễ làm. Lọ base này dán được móng giả luôn, dán được móng giả luôn em. I love when your video, may I make a suggestion that put close caption in English so I can. Oh yeah, how do I do that? How do I do that, Gina May? I think when you do the caption, don't you have to do it on your side? I don't know how to do it on my side when I do the English caption. I never did that before, so you have any suggestion that I would do that? Hello Moon Béo em, hello anh Phương, anh đây dạy là chuyện dễ mềm. Anh dạy hay lắm, anh nói chuyện dễ mềm. Cảm ơn em nha. Anh mới có người bị cái bánh xáo kìa, mến gì mà mến. Bây giờ anh làm sếp có phiền cho em nha. Anh làm dạy đi trong chút xíu nữa, nếu mà dài quá thì anh cắt ngắn lại cho em. Thì anh sẽ hướng dẫn cho em làm. Thì cái bây giờ mấy bạn theo dõi này nha, mình nhớ mình lấy xếp này mình cắt này, hai ngón này mình đo vào với nhau, mình lấy cái ngón này là mình làm cái chuẩn, sau khi mình qua cái thằng này và mình qua cái thằng này, nhưng mà thằng này mình cắt hơi ngắn rồi, mình phải đi ngược lại, đi sát vào này. Từ trên hai cái này mình đo vào chung với nhau này, có nghĩa là từ trên đây nó đi ra nó phải đều vào với nhau này, thấy chưa? Mình tính từ cái mí này hay từ cái trên đây này, trên chứ không phải tính từ đây nha. Tại vì trên đây là mình tính là vậy là sai, tại vì có người nhiều người móng tay dài móng tay ngắn. Mình phải tính từ trên vertical. Critical, từ trên critical mình đi xuống và critical mình đi xuống. Đó, thấy chưa? Thì mình tính như vậy đó, thì mình cắt nó thì cho nó đều ra. Sau rồi cái shape coffin đó là mới nên nhớ là mình cắt góc ở đây nè, thấy chưa? Mình cắt nhẹ ở đây này ha, mình đi vào này ha. Nè. Thấy không? Chị ơi, em chỉ có loại này. Ví dụ như cái này mà mình gắn nó móng bị xéo rồi mình làm sao mình lấy móng ra mình gắn lại được? Tháo nó ra, thằng này nó dễ tháo lắm, tháo cái nó bung ra liền. Ồ vậy hả? Cái thằng keo này nó được cái là như vậy đó, nó tháo cái nó bung nó ra. Cái thằng kia mình phải cho cái storm. Ok. Nếu mà mình đắp bột mình lấy dán thằng bằng thằng này được không? Lấy bột á hả? Mình đắp bột và mình dán, lấy cái này mình dán, mình lấy mình đắp bột. Được chứ, thoải mái. Cũng được. Đó được chứ. Đắp bột lấy thoải mái, dán thoải mái không sao hết. Ok, như vậy gần hơn cho mấy bạn chưa? Ok, mấy bạn thấy rõ rồi ha. Bây giờ này, dũa xếp coffin này rất là quan trọng nha. Mình cầm cái dũa này, mình dũa này thấy chưa? Cái đấy sẽ xéo đi xéo hả? Này, một đường đi thôi này, thấy không? Chứ đừng có mà dũa như vậy, xong rồi dũa như vậy, xong rồi dũa tùm lum hết nha. Rồi cũng đừng bao giờ mà dũa như vậy rồi vừa dũa vừa vuốt. Xong rồi dũa dày là dũa đầy, xong rồi nhiều người dũa dày, dũa tùm lum hết. Không, nó không đâu vào đâu hết. Mình nhớ mình chịu khó mình đi một đường thôi ha. Nè, một đường thẳng đi nè. Rồi sau khi đó này, ở dưới này nó sẽ nằm ở đây này ra, thì mình nhìn mình đi nhẹ nhẹ đây cái này. Đó, cho nó rớt thằng đó ra thôi. Thấy chưa? Đó. Mình cứ đi hết một bên nha. Mình cứ đi hết một bên giống như vậy. Nè. Mình đưa cái dũa nó xéo theo cái móng đi một đường nè, thẳng lên. Thấy không? Đi một đường thẳng này, thấy không? Dạ. Mình giữ cho nó chặt, này, đi sát vào này. Ừ. Thấy chưa? Rất là quan trọng, đi cái shape coffin này, thấy không? Mấy bạn thấy chưa? Ừ. Đó. Hello Tammy em. Jenny Bùi, hello Jenny Bùi em. Jackie Đỗ, hello Jackie. Nè, dũa tiếp tục này. Mà thấy nó bám chắc không? Nó đâu dũa dũa vậy chứ nó đâu có bung ra đâu đúng không? Cái keo nó chắc vậy đó. Nhưng mà nó hay lắm.
nó chắc vậy đó, nhưng mà mình cần tháo ra mình tháo ra được. Em thích nó những cái thằng hồi xưa đó là mình tháo ra là tháo ra không được. Đúng rồi, đúng tháo rồi. Ra là phải dũa đi, phải ngâm ra thì nó mới tháo ra được. Đúng rồi, đó. Phải đúng rồi. Lại cái móng nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Đâm ra thằng keo này rất là hay. Ừ. Ôm nó lại là theo mình dũa này hay một đường theo, chỉ có một đường đi thôi này không, nhưng mà mình dũa cái xếp quá phải nó mình dũa đây, nhưng mà mình nhìn over all mình để coi nó đi hai bên nó có đi đều giống với nhau hay không cái đã. Đó, nhìn over all của nó. Đó nè, à, mấy bạn thấy chưa, này cái xếp của mình đã, mình dũa ra cái xếp này. Dũa cam này ngon, dũa cam này ha, à, nó cũng giống như là cái cam hôm trước anh đưa cho anh cầm qua bên đó đó Tammy, nhưng mà cái thằng này nó ngắn nó nhỏ thôi, nó cũng ngang ngang với nhau vậy đó, nhưng mà thằng kia hình như là ngon hơn thằng này chút, thằng kia nó cái cost hơn chút xíu, nhưng mà thằng này cũng ok, anh thấy anh dũa cũng good lắm á. Nè thấy không, dũa này mới dũa vào này, thấy chưa, lấy xếp này thấy chưa. Hello, yeah, khỏe không? Hôm nay là mình hướng dẫn cho cách làm bột đắp và bột dip. Ha, nhưng mà một loại bột mình làm được cả hai. Ha, ngày hôm nay đang có sale. Có, mình có xài. Có xài này bột này ha, thích không? Đó hả? Đắp ôm rây. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đắp ôm rây cũng được hay là đắp một mình cũng được, đắp một mình nó cũng được. Tùy theo, một mình nó cũng ra riêng, nó màu nó cũng vẫn đẹp. Còn không thích mình làm ôm rây thì mình làm ra ôm rây màu cũng khá là đẹp luôn. Hôm nay là sale là 12 đồng. Đặc biệt giá đặc biệt ngắn này. Hú đó nè, hú đó hình như là không biết, nó hỏi Thanh á, chắc Thanh biết, Thanh có. Anh đang làm show ở đâu vậy? À, Minh Tâm, anh đang làm show ở bên Atlanta nhé. Anh làm show ở Petty Spa Center. Bên Georgia, Atlanta đó. Không, mình vuốt cái xếp xong rồi mình nhìn thấy là nó đều không, mà nó đắt sắc sảo ha. Nó đẹp. Mà cái quan trọng nhất là nằm ở đó đó. Cái xếp của mình nó đẹp hay nó xấu gì nằm ở đây hết này. Đâm ra là mình chịu khó, mình tốn một chút xíu thời gian, mình làm ra cái shape cho nó đẹp. Có nghĩa là ba cái ngón này nó phải giống nhau. Three of them have to be matched with each other. They have to be like the same with each other. Ok. Nè, sát ra này. Thấy chưa? Đó. Thấy không? Nhìn này. Bây giờ mấy bạn nhìn lên này. Mấy bạn thấy là cái bộ móng tay này, mình ba cái shape này, nó đều giống như nhau. Thì cái này là cái coi như là rất là quan trọng khi mình làm bộ móng tay. Hello siêu siêu muối trắng, buồn ngủ hả? Hơi khỏi ngủ đi em ơi. Anh làm live, anh live stream này em khỏi ngủ luôn á. Ngủ làm sao mà thấy anh live stream được. Mà làm sao mà thấy anh ôm ren được. Thôi đừng ngủ nha. Thôi là chết không. À, Nguyễn Jenny có không? Lát tag cho anh đi, anh tag cho em cho. Sao bên anh dũa mỏng vậy mà tay nhọn không, vậy mà không có dũa mỏng vuông hả? À, không, móng vuông hả? Móng vuông thì nó cũng dễ, nó dễ thôi. Tại vì thường thường á là móng vuông thì ai cũng biết làm hết. Nhưng mà chỉ có móng mà coffin với móng nhọn á thì người ta lại không biết làm thôi. Thì anh hướng dẫn mấy cái đó, chứ còn móng vuông thì hình như là người nào cũng đang làm, một hồi xưa nay là ai làm nail cũng làm móng vuông hết á. Nhưng mà nói về cái móng coffin á thì nó cũng mới vào đây thôi. Thì đâm ra có nhiều người làm, nhiều người không có làm. Thì đi đâm ra là cái này là cái khó nhất, thì đâm ra hướng dẫn cái đó thôi. Hello Wendy Lynn. Em cũng đi ngủ đây hả? Wendy, dừng ngủ sớm em. Thôi. Ở chơi đi, sáng về luôn, khỏi ngủ. Nè, dũa cho nó đều lại nha. Ha, nhớ đều. Đúng rồi. Bắt buộc nó phải sắc như vậy nó mới thấy đẹp. Này, đó, sau đó là bây giờ bắt đầu mình sẽ bỏ cái primer, bỏ cái bonder vào nha. Rồi mình có cái bonder rồi mình mới đắp bột lên.
Thường thường thì David bỏ primer, nhưng mà không có chai primer thì mình chơi bon cũng được, không sao hết ha. Và mình sẽ lấy cũng nước đắp bột thường, liquid thường thôi, liquid trắng hồng đó, liquid của chi dầu đó, mình lấy ra mình đắp. Thằng nào mà nó thằng nào mà có kiểu mà nó lòi ra, nó cắt đi liền. Tại vì lúc mà mình đi làm mình nhét vô mấy cái bao á, nhét vô cái mấy cái lớp kìa chứ, lâu lâu có mấy cái lông nó lòi ra giống như vậy. Vậy trước khi anh đi anh uống nó không bị tươi vậy, anh cho thớp lên không? Có tại vì làm gì làm hồi nó cũng tươi ra. Em nào mà cứ lòi ra cắt em đó, chắc anh lòi hả, lòi tỉa luôn, diệt tận gốc. Đúng rồi, diệt là phải diệt tận gốc, cứ lòi đó là tỉa, lòi đó là tỉa là sẽ không lo gì nữa nha. Đó, xong rồi không bây giờ. Rồi bây giờ mình sẽ làm ombre cho mấy bạn coi nha. Mình sẽ lấy những cái màu đây, mình đã lấy những cái màu này này, mấy cái màu này mình lấy mình dip lúc nãy nè. Anh đắp cỏ sớm bao nhiêu vậy anh Quệ? Anh đắp cỏ hiện tại bây giờ anh đắp cỏ số 12. Cái cỏ này là cái cỏ số 12 này, thấy chưa? Anh làm tùm lum hết là có bao tùy theo à. Có lúc thì anh làm cỏ số 10, lúc là cỏ số 12. Có lúc thì anh làm cỏ số 10, có như là số 16, 14, như là mình cầm vô cái cỏ nào mình làm cái cỏ đó nha. Đây là bún là Hubert Clear này ha. Anh sẽ dùng cái màu 36, anh sẽ dùng màu 36, anh sẽ làm cái màu 36 này để mình làm những cái màu đây, màu ảnh cướp 30, 32, 33, 64. Đây, làm mấy cái màu này đi. Rồi. Những cái màu mà nó cái tông của nó là cái tông tông nhẹ đó, mình sẽ đi chung với nhau. Đây thêm này nữa, này cũng hơi sáng. Làm kiểu như mấy hột cục vào cả nhà anh sáng đâu để muốn. Làm như ta đây mới hồi hấp bậy. Mùi tùm lum người ta ăn. Rồi ỉa đẩy ra. Là gì? Làm kiểu như mày hột cục vào nhà. Khùng thêm năng khùng nữa. Năng khùng hả? Mày sủa thì tao cho mày đi chỗ khác mày sủa. Bye bye nha. Học không học lo tào lao. Rồi bây giờ tiếp tục nha. Những bạn nào nhà có ai mà phá mấy em báo cho anh biết nha. Mấy chiso team. Lâu ngày hôm nay thì sáng giờ anh thấy có hai đứa nó chịu uống thuốc. Vô đây. Một đứa trai đến gái. Nó giờ đến nó quậy. Anh bye bye nó rồi nha. Có gặp ai mà quậy đó cho anh biết nha. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Nào, anh lấy cái màu xanh này đi nha. Anh lấy cái màu xanh. Cái màu xanh này mình lấy chung, mình đi chung với là cái thằng mà nó kêu là cái solid 24. Solid 24 của mình nằm đâu? Không lẽ là mình không đem theo? Đây có đây. Rồi. Những cái màu này anh mình pha đây là mấy bạn thấy không, mấy cái màu này thì là những cái màu nhẹ nhẹ không à. lâu mấy đứa nó quên uống thuốc rồi em ơi, kể này mấy đứa nó quên uống thuốc, anh tiện nó đi rồi. Nè màu xanh này nhẹ nhẹ này, thấy chưa, sát vào đây này, thấy không? Cái ombre là quan trọng ngay chỗ này này, đẹp là mỏng này. Kéo nó vào này, thấy không? Thấy kéo nó vào không? Mình giữ từ hai bên, mình ôm vào giữa, đưa vào giữa hết. Đó, thấy chưa? Thấy ôm vào giữa hết không? Đó, thấy bạn thấy chưa? Mấy em thấy chưa? Nè, mình đưa nó vào này. Em chấn ngay nhẹ nhẹ ngay cái đầu nó cho anh. Em ôm từ bên đây nó ôm vào này, thấy chưa? Ok. Em kéo xuống. Ok. Em ôm từ bên đây, ôm nhẹ nhẹ vô này, thấy chưa?
Sau khi đó này anh lấy, giờ anh lấy cái màu trắng nha, lấy cái màu solid 24 nè, anh muốn làm chung với làm ôm rem với nó hai cái màu này. Solid 24 em đạn ở đây nè, anh kéo nó xuống này, thấy chưa? Đó, thấy cái màu nó bắt đầu nó ôm rem vô thấy nhau chưa? Ừ. Anh đá nó ra rồi lý crap ơi, biết nó bị gì nè. Một tiếp tục lại một cột một thứ hai này, em để sát vào kiriko này thấy chưa? Đâu. Để nó vào đây này, kéo nó xuống này thấy chưa, kéo nó xuống này thấy chưa? Đó, nhớ là cho nó sạch và nó tròn này thấy không? Cái quan trọng nhất là nằm ngay đây này em nè, cái chỗ này này, cái chỗ này mà nó tròn ha, cái chỗ này nó tròn thì cái bộ móng tay của mình ra nó sẽ đẹp. Mình cũng cần nhũ nhiều không? Không cần nhũ nhiều, mình quan trọng là mình để cho nó thiệt là tròn. Thì cái đường tròn đó là nhờ cái đường tròn đó nó làm móng tay của mình ra đẹp này. Không, mà đắp từ nãy giờ mình không để chú ý, đừng có để cái cọ của mình nó dính lên trên da người ta, thì mình bắt đầu từ kéo nó xuống thêm chút xíu nữa này. Để cho nó blend vô này, nó là ombre mà thì nó phải có gradient, cái gradient của nó phải chạy giống như vậy nó sẽ mới đẹp được này. Không? Hello. Nè, Thanh Lê, hello Thanh Lê em. Nè, bây giờ mấy bạn thấy không? Ombre này ha. Nhớ cái ombre là như vậy. Sau khi đó mấy bạn nên nhớ mấy bạn bỏ một cái bột clear vào đây. Tại vì mấy bạn không có cái hộp bột clear nằm ở đây đó thì tất nhiên là mình vũ nó sẽ bay đi hết tất cả cái ombre của mình đi. Nè, nhẹ nhàng này không? Kéo xuống này. Đó, mấy bạn thấy chưa? Kéo từ hai bên kéo vào này. Đó. Đó, bây giờ thì mình vuốt ngay nhẹ nhẹ đây mình thấy để cho mình lấy cái shape của mình. Mình khỏi phải tấn công mình vũ. Ha. Mà sau khi đó bây giờ em nhìn ngang qua cái chỗ cao nằm ngay nhất là nằm ở ngay cái chỗ stretch area này, mình phải build cái chỗ lên cho nó dày như vậy, nhưng mà nó sẽ đẹp hơn này. Bây giờ anh sẽ ra bên đây anh sẽ làm cái màu khác nha. Đây vậy anh có cái color chart mà anh chụp hình rồi không? Color chart mà nó rồi. Như vậy mà nó chụp hình không á. Bây giờ coi thử cái thằng này bên đó trong cái mỏ dưới này này, nó có đây này. Ồ, nãy quên digital à? Digital thì bên thì phải hỏi bên chị Bi có. Bên chị Bi có digital hết. Trong cái này là cái cũng có là cái này là mới luôn đó nha. Cái này nó có tới số 72 rồi, hôm trước thì nó chưa có mà bây giờ có rồi. À, bây giờ mấy bạn theo dõi ha, mình làm màu thứ hai này. À, đây mình sẽ làm màu là màu xanh này đi nha. Nè, màu xanh này. Mấy bạn thấy màu xanh này không? Để mình thả ngay cuticle này. Đúng không? Mấy bạn thấy giờ nhẹ nhẹ này, thả xuống này. Đã xuống này thấy không? Đó. Sau đó là mấy bạn nên nhớ là mình đắp nhẹ nhẹ ngay đây này cho nó mỏng ra đúng không? Đó. Này, đắp nhẹ nhẹ cho nó mỏng ra này thấy không? Đó. Rồi mấy bạn vuốt nó xuống này. Vuốt từ trên này vuốt xuống. Thấy chưa? Vuốt nó vào này, ôm nó vào này thấy không? Ôm nó vào này thấy không? Đó. Ngay chỗ đầu này mình làm cho nó mỏng nó bằng đây ngay đây. Và mình ôm bên đây ôm vào. Thì coi như là cái này nó ôm vô này. Ok, bên đây mình ôm vô này thấy chưa? À, rồi sau đó mình sẽ lấy cái màu solid 36 nha. Nè. Cái màu này là solid 36 nè. Mình thả cục. Đây mình kéo xuống này. Ôm nó vào này thấy không? Em ôm nó vào này. Đó. Thấy không? Hai cái màu này nó đi với nhau này, chưa gì nó cũng thấy là ra khá đẹp này không? Nè bây giờ mấy bạn coi màu tiếp tục nè, đây mình sẽ bỏ cục bột ngay cuticle luôn này nha, kéo nó xuống này, mình để sát vào cuticle ha, kéo nó xuống nè, mấy bạn thấy chưa, mình ôm nó lại nè, thấy chưa, mình ôm nó lại nè. Thì bạn thấy không, cái màu nó là cái dòng bột ombre mà, thì đâm ra khi mấy bạn bỏ nó lên nó chuyển thành ombre rất là dễ dàng, nó không có làm khó với bạn chúng ta hết tất cả, mà nó vẫn là ombre này. Ồ, DNK này em làm sai phải không? Em làm sai là anh nghĩ em làm ngay chỗ này nó bị dày quá đó em. Em biết không? Yến Cherry không biết khi nào mới có show ở Việt Nam. Ở Việt Nam chưa em. Việt Nam chân dài nhiều quá, anh sợ bị bắt cóc cũng chưa dám về. Hello Stacy. Mẫu có bàn tay đẹp gặp tài ôm ren của anh hả? À, người mẫu có bàn tay đẹp đúng rồi, người mẫu có bàn tay đẹp đúng rồi.
bảo đảm luôn, bàn tay đẹp này làm ombre là hết sảy luôn ha. Ombre là sẽ bây giờ mình làm cái màu khác này. Nè bây giờ mình làm cái màu, lấy cái màu này ra mình làm ông, mình làm lại nè. Không, cái màu này là cũng là màu nhẹ này, mình thả. Cái quan trọng là như vậy là mấy bạn cứ thả ngay chỗ này mỏng cho David này, bắt đầu bạn kéo xuống. Ok. Cái bí quyết nằm ở ngay chỗ này này, ombre nằm ở ngay đây này. Mấy em nên nhớ là phải dùng cái liquid chảy chứ không phải là dùng liquid khô nha. Liquid khô nhanh thì nó khô nhanh quá, mình làm ombre không có được. Đâm ra mình phải làm liquid chảy. Đó. Nè ôm nó lại nè, thấy không? Kéo nó xuống. Nè mấy bạn thấy chưa? Kéo nó xuống nè, thấy không? Đó. Nè, sau khi này vuốt nó xuống này. Ok. Mấy bạn lấy cục bột thứ hai này ha, cục bột này cục bột solid 36 nữa này. Các bạn thấy cục bột 36 không? Để sát vào kia thì cầu kéo xuống này. Đó. Sát vào luôn nhỉ ha. Nhưng mà như cái quan trọng là như vậy nè, đừng có để cho cái bột nó dính lên overlap trên cái cuticle người ta nha. Nhớ là phải nó đi sát vào cái cuticle cho người ta. Nhưng mà đừng có đụng, đừng có leo lên cuticle ha. Rồi sau đó mình lấy cục bột thứ hai này, các bạn coi này. Cục bột thứ hai này, mình thả cục bột thứ hai ngay đây này, nghiêng móng xuống nha. Kéo nó xuống, cục bột này hơi lớn. Nhưng mà kệ, xuống đến đây mình bỏ như đây, mình bỏ đi. Ok. Đó. Nè, vuốt nhẹ nhẹ đây nè, thấy chưa? Mình vuốt nhẹ nhẹ đây nè. Đó. Cái chỗ này thì nó bị hơi nhiều đúng không? Có một cách, khi mà nó hơi nhiều thì mấy bạn lấy cái nhúng vào cái cọ và có nước, liquid xong mình quét quét ngay chỗ đầu này thì nó sẽ làm cho cái nó mỏng đi thôi, chứ không có gì hết trơn. Ha, mấy bạn thấy chưa? Đó. Đó là cái ombre thứ ba. Không? Anh ơi ngón thứ hai chưa đắp bột clear. 1 2 3 đều bắp bột clear hết, đúng rồi, chưa? Anh chưa đắp. Bây giờ mình lấy hai cái này mình làm ombre với nhau thử xem sao nha. Màu xanh đậm này. Ok. Anh sẽ lấy màu xanh đậm này, anh sẽ làm màu xanh kia. Kéo này, kéo nó xuống này ha. Nhớ là nghe bên này, thịt là mỏng ngay đây nha. Quan trọng thịt là mỏng. Thấy không? Ôm nó lại này, thấy chưa? Đó. Sau đó là mình đập ngay cái đầu này đi cho nó mỏng ra này, thấy không? Mấy em thấy chưa? Đấy. Rồi sau đó anh sẽ lấy cái màu xanh này nha. Nè thấy chưa? Anh đưa cái màu xanh này vào để làm ombre với lại cái màu xanh đó này. Thấy chưa? Này mấy bạn thấy chưa? Mấy bạn để sát vào critical lần cục thứ hai nha. Này. Sau đó nghiêng xuống là mình nhớ là như vậy là mấy em đừng làm gì làm. Đừng có đụng vào cái critical của người ta. Ok. Mình chỉ có ấy thôi. Này, hai màu xanh này nó vô ombre với nhau cũng khá đẹp này, thấy chưa? Này, vuốt nó vào. Ok. Mấy em thấy chưa? Sau đó mình cái ngón này mình sẽ cho nó vài, thấy đây có vài cái hũ này để đây. Mình cho nó trước với bột clear sao? Mình cho cái này lên xong mình cho bột clear xong. Chúng tôi mình bỏ bột clear vào là nó bắt đầu nó bị dày. Gấp lên đi, gấp lên. Hello Soka, how are you? Nè, tiếp tục anh lấy bột clear bỏ lên này ha. Clear powder, ok guys. Nè, em bỏ bột clear lên đây cho anh. Móng xuống, em nghiêng móng xuống nha. Nè, bắt đầu em mới kéo nhẹ nhẹ đi xuống dưới hết nè, thấy chưa? Tất cả động tác nhẹ nhàng, kéo nó đi xuống dưới nè, thấy chưa? Thấy chưa? Ôm nó lại. Cái nào cũng vậy hết nha, cái nào phải nhớ cái bột clear chúng thôi là mình vũ nó sẽ bay hết mấy cái design của mình. Nó sẽ bay mấy cái ombre của mình đi. Ok.
cái bột clear nó quan trọng nằm ở ngay cái chỗ này thôi này, ngay cái chỗ mà hai cái bột mà nó kết nối vào với nhau đó. Ha, hai chỗ là hai cái chỗ quan trọng nhất. Chứ còn ngoài ra mấy chỗ kia không cần. Hai em hiểu rồi em, để bột nhiều nên không đẹp. Đúng rồi, siêu muối trắng, siêu muối trắng, thấy không? Nhớ nha. Kawaii. Oh yeah, kawaii, yeah, it's beautiful, yeah. Bây giờ này mình sẽ làm cái mình sẽ lấy cái màu này mình làm ấy nha. Đây màu trắng này. Màu xanh này ha, màu xanh này. Mình sẽ làm cái marble nhẹ nhẹ nha. Những cái màu nhẹ này trong này nha. Ha, thấy nó vô. Mấy cái bao marble nhẹ nhàng này. Màu đây, màu là màu solid 24. Ok. Đó, các bạn thấy chưa? Tiếp tục trắng này ha, xanh này và xanh này, hai cái marble là mấy bạn nên nhớ như vậy này, mấy bạn đừng có nên quậy nhiều lần, mình quậy nhiều lần thì nó nát ra hết rồi, nó không thành marble nữa ha. Ừ, giống như mây vậy thật. À, nó nhẹ nhẹ thôi ha. Ừ, thấy chưa? Chứ mà mình quậy nhiều lần thì nó nát ra hết, nó hết thành marble đó. Mình để đó, mình đưa nó sát vào cái decal này. Okay. Rồi lúc đó mình cho một chút xíu bột clear ở trên ha. Tại vì có nhiều chỗ mình cần để, nhiều chỗ mình cần dũa. Nhưng mà mình để lên cho nó đủ độ dày, nhiều khi mình sợ nó bị mỏng đó. Cho nó đủ độ dày ở trên này. Đó. Đó, thấy chưa mấy bạn, thấy không? Đó, nhẹ nhàng ha. Rồi bây giờ mấy bạn theo dõi, bây giờ mình bên đây mình là mình xong rồi. Võ Cẩm Tú anh đang ở bên đây này, anh đang ở Atlanta mà anh đang ở đây này, tiệm Pedi Spa Center nha. 1700 Oak Brook Drive ha. Rồi North Coast Georgia 30093. Thì Võ Cẩm Tú em có thời gian không chạy tới ha. Anh đang ở đây ngày hôm nay thì ở đây có nhiều mặt hàng sale lắm. Thì có gì những anh chị và những bạn nào nếu mà có nhu cầu á thì gọi vào cái số này 770-696-2877 ha. Đây vì có ngày hôm có mặt ở đây ngày hôm nay và ngày mai. Sau khi đó tuần tới là một cái show lớn nhất cho của một năm, show ở Las Vegas. Thì đây vì sẽ có mặt ở Las Vegas. Thành phố coi như là mũi lửa. Tại bây giờ như này mình đã làm cái bộ bàn tay này cho người mẫu của mình. Sau khi đó tuần sau mình gặp lại người mẫu ở Las Vegas, là người mẫu anh lấy cái bàn tay này để đi Las Vegas múa lửa nha. Đi Las Vegas múa lửa nha mấy bạn. À, có ai muốn đi coi múa lửa thì bà thì nhớ nha. Anh em mình gặp nhau ở Las Vegas xong. Biết sao không Tony, em làm khó khăn đó, tại vì em nghĩ nó là nó khó. Em cứ làm, em cứ nói là trời dễ ẹc, cứ làm đại đi có sao đâu. Nó dễ hà, không có gì khó trơn á. Ok. Thì bây giờ là bên này anh sẽ làm xong bên này, xong anh sẽ qua bên kia nha. Bên đây thì bây giờ coi như là mình xong. Chút xíu nữa mình làm và mình sẽ làm chút xíu vẽ lên trên đó nữa cho nó thay đổi ha. À, đẹp quá nhưng phải đi làm đây. Bye bye anh, đây mình gặp anh sau. Tây Si em đi làm rồi hả? Ok em, rồi thôi đi làm đi. Tối nay vào coi. À, vũ xếp lại này mấy bạn thấy chưa? Thấy không? Nhẹ nhàng này thấy chưa? Giữa hai bên này nằm đây, nằm xuống cái giữa số này, giữa ra này ha. Đường này lên như vậy này, nằm bên này giữa ra này các bạn thấy chưa? Đó. Kim Phụng anh có đi chứ, anh có đi North Carolina chứ, nhưng mà tới bây giờ thì chưa đi đâu, tại vì anh mới đi hồi tháng 2 rồi. Lâu lâu mới về đó một lần thôi, một năm về đó thì như có một lần. Ha.
Nha, tuần tới nha mấy bạn, tuần tới Las Vegas nha. Hôm nay thì đang ở Atlanta, đang nay đang ở bên Atlanta. Đang ở trong Paris Spa Center. Ngày hôm nay và ngày mai. Đó. Có vô chị nhé, này đang làm nè, thấy không, đây nè, thấy không, đó đang coi đó, thấy không, đang ở bên Atlanta, đang ở trong Paris Spa Center ngày hôm nay và ngày mai nè. Vũa số này mấy bạn thấy chưa, vũa sếp này không, anh làm hai lần về em vẫn chưa chưa bầu kìa, anh làm hai lần em vẫn chưa bầu kìa. Ủa làm hai lần mà chưa có bầu hả? Có vấn đề là lợi lý cái gì mà làm hai lần vẫn chưa có bầu à, ở Hùng Chiêu cái gì anh làm hai lần em vẫn chưa bầu kìa, em vẫn chưa cái gì làm hai lần vẫn chưa có bầu kìa, đã ôm lên mày, ôm lên bị sai rồi. Nè mấy bạn thấy không, mình vũ sếp này nhớ không. Đó. Nhớ là vũa cho nó thẳng và cho nó đều nha. Thấy chưa? Một đường đi vô thôi. Anh dịch hay quá. Hello lên em. Good morning em. Khỏe không? Anh đang chờ em Las Vegas tháng 7 này mà em hôm qua được buồn quá. À. Tuần tới rồi, tuần tới là bắt đầu đi đi Las Vegas rồi. À. Anh dịch hay, anh dịch chính xác luôn chứ hay cái gì. À, anh ơi có màu ombre cho mua thử không, màu ombre cho mua thử không, mua thì mua luôn chứ mua thử gì nữa em. Tới mua luôn đi nè, cho số điện thoại vô mua luôn nè. Nè số điện thoại là 770-696-2877. Hello xin là Nguyễn. Anh dịch là chính xác, chính xác lắm. Nó, tiếng Việt Nam của anh là rất là chung rồi. Mùa thu hả, mùa thu hả, mùa thu. Hẹn anh tuần tới nha, em cũng ở Vegas. Ô vậy hả Tony, rồi vậy là được rồi đó, anh em mình gặp nhau ở đó được rồi, đông lắm đó nha. Số phone của anh được không, được chứ. Tony ghi xuống này là 407-455-3129 nha. I mean ombre for four. Oh, ombre for một four đó hả? Ombre for một four có em. Anh mới ra một cái collection, cái từ solid 73 cho tới solid 100. Hoàn toàn là màu solid cho mùa four không à. Cực kỳ đẹp luôn. Rất là nhiều. Khoảng chừng tuần tới là chắc sẽ có bán ở mọi nơi nha. Thử cái đỉnh luôn đó. Thử cái dính luôn ha. Oh, thử cái dính luôn ha. Dính luôn mà sao có nói là không có bầu. Rồi, vậy là hiểu lầm rồi. Cậu ghê. Thử cái dính luôn ha. Dính mà dính như thế nào cũng được chứ. Nè, bây giờ sẽ đi về sử dụng cái đầu giũa này trước nha. Đầu giũa này đầu giũa xếp tiền. Anh demo đi. Demo cái mùa four hả? Được. Thì những cái mùa này thì nó không phải mùa four, cái này thì màu xanh, nó nhẹ nhàng hơn. Anh chưa làm deep hả? Chưa em, lúc nãy anh có làm một ngón rồi. Lúc nãy anh có làm anh lúc lúc mà mới vào đó anh có làm deep rồi. Bây giờ qua bên đây là anh đang làm đắp. Lúc nãy thì có mấy bạn muốn coi deep cho nó lẹ rồi đi về đó. Thì đâm ra anh có làm một ngón deep một đầu tiên lúc nãy ở bên ngón tay kia rồi. Nè chút xíu nó có thể anh trở lại anh làm deep tiếp ở bên đó. Anh sẽ hướng dẫn cho mấy em làm deep tiếp. Anh không là nhiều khi anh muốn nè, em vũa này. Mấy em nhớ này. Hai bên này nè, vũa cho nó nhiều này. Đi cái đầu này nó cong nhẹ này. Ok, em đi sát vào này, thấy chưa? Thì đó, thì cái độ móng tay của mình thấy không? Nó thon mà nó cong vô nó đẹp hơn nhiều này, thấy chưa? Đây ngay đây này, nhẹ đây này em thấy không? Nhẹ đây, anh đi nhẹ đây này. Đó.
Mà em vuốt từ hai bên, anh vuốt vào này, vuốt ra đây này, vuốt ra đây này ha. À, vuốt xuống ha. À, vuốt xuống ha, đừng vuốt lên nó bị dội á. Mình phải vuốt xuống. Nhớ vuốt rồi vuốt xuống, vuốt lên là không được đâu. Chẳng em có người bạn á, là hồi lúc mà cắt á, thì cái xíu ốc phình mà khi đắp bột lên nó không có xíu, vỗ hoài nó cũng không ra. Lúc mà cắt xong thì có phần rồi. Có nghĩa là lúc mà đắp bột xong đắp hư hết luôn. Đắp luôn rồi mình vỗ không ra, không ra được. Là vì lý do là đắp hư là vì lý do thứ nhất là đắp cây cọ cao quá, cây cọ lớn quá. Mình đắp cây cọ của mình á, mình đắp á mà mình cứ đè như vậy này. Chứ không phải là mình ôm từ bên này ôm vào. Hai cách đắp nha. Đây là bây giờ có nhiều em chú ý này, anh trở lại anh hướng dẫn cho mấy bạn đắp bột luôn. Tại vì nhiều khi mình nói cũng không có rõ, nhiều khi không có hiểu ha. Như vậy này. Thí dụ bây giờ cái cọ của mình nè. Ok. Mấy em chú ý này nha. Thường thường á là anh thấy là mấy bạn đắp như vậy là mấy em đắp giống như vậy này. Mình đắp cây cọ mà lúc nào mình cũng đắp như vậy hết á. Anh thấy ai cũng đắp như vậy hết á. Ai cũng đắp như vậy hết này. Toàn là đắp như vậy không à. Toàn là đắp ở ngay giữa không à. Ha. Thì mình đắp ở ngay giữa thì cái bột của mình nó tràn ra hai bên này, nó làm cho hai bên này nó dày mà chỗ này nó lại mỏng. À, mình nhìn thì cái bột này của mình nó rất là flat, nó không có đều. Ok. Bây giờ là mình thay đổi cái đắp đi. Mấy em nên nhớ là anh đắp á là anh đắp nghiêng chứ anh phải đắp dày. Đắp nghiêng dày. Thì lúc mà anh bỏ cái bột xuống đó là anh đắp từ bên này anh đắp vô. Đúng không? Nên là anh đa số là anh vuốt từ bên này vuốt vô không à. Anh qua bên đây anh vuốt xuống này. Sau khi bên này anh vuốt vào. Thì bây giờ mấy em chú ý là cái cách vuốt của em nó khác, của anh nó khác này. Vuốt từ trên này vuốt vào. Vuốt từ bên ngoài vuốt vào ngay giữa nha ha. Cái điểm u á cao nhất của móng tay của mình á giống là cái mu cao nhất là nằm ở ngay đây. Ha. Mấy bạn phải nên nhớ, mấy em phải nên nhớ mà đi tìm cái mu là phải tìm ngay cái chỗ này nè, cái chỗ cao nhất là cái chỗ gãy. Ha. Mình vuốt xong mình vuốt ha, mình vuốt từ bên ngoài mình vuốt vào trong, lúc nào cũng vậy hết, vuốt vào ngoài, vuốt vào giữa, vuốt vào ngoài, vuốt vào giữa. They make shipment to Puerto Rico. Yeah, they do. Marisol, inbox me now. I'll text you where to get them. Anh ơi muốn mua một đắp mà hiện giờ em ở Việt Nam đắp. Ở Việt Nam mà anh chưa có ship về Việt Nam được em ơi. Em có người nhà bên Mỹ không hay là đâu không? Người ta mua người ta gửi về cho em thôi. Cái mua phải cao mới đẹp. Đúng rồi, no say, đúng rồi, không trách một chút nào. À, hôm nay anh sẽ cho em ra trường luôn nha. No mua, mô. Cái gì Jessica, mua em tôi phải mô. Mô là ở đâu? Anh nói là cái mua. Em á, anh nói em nghe, em phải đi tìm cái mua. Còn không em biết tìm cái mua, qua đây anh tặng cho em cái 4D. Hả Jessica? Có đây anh tặng cho em cái 4D để em đem về em làm kỷ niệm. Ha, nhớ nha. Las Vegas đi không? Đi Las Vegas chơi không? Wow, hi, you so tall. Wow, I haven't seen you for like 6 months, you like grown. Nè, xin này, lấy sát vô này thấy chưa? Lấy cái xếp vô này. À, cái ship mình cũng cho vô nè, vô đây này không đi thẳng được này không đi thẳng ngay đến đẹp này thấy không? Đó. Đó không đi tìm em cắt anh đó được 4 đề. Em canh anh đó. Nhớ nha. Nhớ canh nha. Anh qua chừng nào mà qua bên đây đó. Anh dạy cho em làm 4D ok. Trước hết là phải làm ôm ren trước cái đã. Sau ôm ren thì mới ra 4D được ok. 4D ôm nguyên suốt đời luôn đó em. Trong 18 năm. em ôm cái cục 4D đó nặng lắm á. Có chịu nổi hay không đó? Hả Jessica. Chịu nổi cục 4D đó không? Ôm mỏi tay lắm á. Ở đó mới dạ. Nó cứ hay bị chặt làm lõm móng. Ờ, nó hay chặt là em phải giữ cái móng cho người ta nó thật chặt vào móng nè, em giữ nè. Nó phải chặt vào nha. Tại vì em vúa mà nó cứ bị chật qua một bên á, là cứ nhiên là cái móng tay của em nó hơi bị lỏng ở đây này, em cầm nó lỏng. Cái thứ hai nữa, nhiều khi cái tốc độ em chạy nó lẹ, nó không có đều á, thì nó sẽ bị chật ra như vậy ha. Trước em làm ở Houston ở vậy ha. Nhớ nghe Jessica. Em ráng, lúc này em thấy em hơi ốm, em ráng ăn cho nó mập xíu. Để có sức để làm 4D, chứ không thì ốm quá làm 4D, sợ làm nổi. Đẩy sát vô này thấy không? Đi nó tròn này thấy không? Thấy chưa? Đi nó tròn này thấy chưa? Đó, ôm nó lại này thấy không? Thì bây giờ em thấy cái móng tay này nó rõ ràng ra hơn này. Nó tròn, mà ngay cái đầu nó phải mỏng này ha. Thấy chưa? Trở lại nè, mình trở lại nha, mình coi này ha, phục vụ đi nha.
mình đi lấy đi đây này, em đi đây này, đi thẳng lên này không? Tại vì ngay cái chỗ này là lúc nãy mình xếp nó tròn rồi đúng không? Mình lấy cái dũa mình xếp nó tròn rồi. Bây giờ em chỉ dũa ngay khúc này tròn, ngay khúc này đây nè. Dũa ngay đây tròn này đúng không? Đi qua này. Ok, đi qua đi xuống này. Ngay cái chỗ này là em đi thiệt là nhẹ cho anh này. Ok, cho nó đều ngay đây thôi. Ok. Đó. Sau khi đó em dũa hai bên này dũa vào này. Đấy, dũa bên này vũ dũa vào này, ôm nó vô này. Bên này cũng phải ôm nó vào này, thấy chưa? Được một năm. Em mới về Việt Nam được một năm này. Ủa sao về Việt Nam chi vậy em? Hello Thúy Thiên Hoàng, hello em Kiều Huệ, làm bột mà bị dị ứng lưu huỳnh cách nào? Ồ dị ứng thì bây giờ em chỉ có đi làm dipping thôi nha. Yes anh, em nhớ phe lấy biết phải lấy bí kíp 4 đầy được mới thôi. Ok nhớ ha. Ừ, lấy 4 đầy ôm về đừng có trách ha, đừng có phân dỗ anh nha. tự nhiên làm cho em cái 4D giờ em khổ quá. Làm sao nuôi đây. chết. What happened if the customer come back and ask to different color? Michelle Nguyen, a customer come back ask for different color, what I usually do, I remove them and then I start all over again. Okay, thỉnh thoảng em mài nó bị ấn mất bột à? Mất bột là tất nhiên là cái bột em nó chưa khô thì em bị mất thôi. What type of clear beer liquid? Oh yeah, not yet. Be careful. I haven't get home yet. I will be home on Wednesday. Okay. On Wednesday I get home, and I will text me again. Okay, Carrie. Make sure you text me because I have so many things. I forget easily. Plus I don't keep track a lot of stuff. So make sure you text me so I have it in my text and I will remember. Okay. Nè, đẩy sát vào này không? Em về mở tiệm làm. Em về mở tiệm làm ở Việt Nam. Ồ vậy hả Mai Quyên? Em về Việt Nam mở tiệm hả? Du Việt ta? Vậy hả, mướn anh đi, anh về Việt Nam anh làm chưa? Đi lên này ha, thẳng lên tới dưới đây này, đi cái vòng cong này, đi nó xuống này đó. Mấy bạn thấy chưa? Anh nói đi Las Vegas sao buồn ghê, sao buồn? Làm gì buồn? Có chuyện gì mà buồn? Chỉ mua vé là bút vé lên là đi thôi chứ. Rồi đó, sau đó là mình sẽ chạy sát. Nè, nhớ đẩy da người ta ra ha. Nè, đẩy da ra. Mình có thể mình dùng cái kêu đi có mình đẩy da. Nhưng mà nên nhớ là chạy một cái tốc độ rất là chậm. Cái RPM thì là chậm ha. Thì cái RPM chậm như vậy đó. Lúc mà em chạy này, ok. Cái thứ nhất. Nó không có ăn cái móng của người ta. Cái thứ hai, em không cắt da của người ta, không sẽ bị chảy máu. Thì em đi sát vào. Đó. Tại vì lý do là sao? Lúc nãy giờ đó là mình đắp gọn rồi, yeah. Mình không cần phải dũa nhiều, yeah. Mình chỉ cần dũa cho nó tròn thôi. Cái đó là cái này đẩy ra cho em coi lại này, này em đi nhẹ này, thấy không? Em đâu cần phải dũa bột đâu, em chỉ muốn cho nó sạch cái chỗ này thôi này, thấy không? Thấy chưa? Với một cái tốc độ rất là nhẹ, đến nỗi mà cái tốc độ đó không thể cắt tay em được, em thấy không? Không thể cắt tay mình được, đó, nè. Nhẹ này, thấy không? Tại vì có nhiều người không biết á, chạy lẹ quá có thể là đứt tay người ta. Thấy chưa, nhẹ mà nó đi rất là sạch và nó đi đều, em thấy chưa? Dễ vậy nói chi anh à, đẹp quá chú ơi. Hello Thắm Nguyễn, vậy anh cho em số điện thoại đi rồi em liên lạc đưa em về mua bột của anh nha. Ok Mai Quyên, số điện thoại của ai? Số điện thoại của anh hả Mai? Số điện thoại của anh là 407-455-3129. Đó nè, dũa cho nó tròn này, không thấy không? Dũa thiệt là nhẹ này. Đó. Em thấy không? Đi nè, đi thiệt là nhẹ thôi. Em thấy không? Mình đi nè. Chủ yếu là mình chỉ có muốn làm cho nó sạch cái đó thôi. Thì nó tròn ngay chỗ đó là em ok rồi. Thì nó tròn ngay chỗ đó là nó sạch và nó đẹp rồi. Bột của em là nó sẽ không chạy đi đâu hết tất cả.
nó đâu có dính nhiều bột đâu, đâu cần giũa nhiều đâu, ha. Em chỉ cần giũa sơ sơ vậy được rồi. 407 455 3129. Khi mình bấm có mình đắp có cái xíu kìa thì mình chỉ giũa sơ thôi anh. Đúng rồi, mình theo không anh giũa là anh giũa chủ yếu là anh giũa cho nó sạch đi thôi này, sạch cái kia cầu của mình đi thôi. Số điện thoại của anh đó hả? 407 455 3129. Cái màu màu này nhìn xinh xinh đẹp quá ha. À, nó mờ dễ thương ha. Đúng rồi. Cái đó mình bỏ một nước sơn mát lên nó cũng đẹp lắm. Nước sơn mát hay là sơn mát nó làm giống như là nó giống như nó nhìn nó giống như là cái mù giống là mà giống như là cái mấy cái màu mây á. Mây mù vậy đó. À, Nguyễn Trần Quý Vi. À, không có dám xài đầu đó, sợ đứt tay khách nên xài đầu tròn và đẹp lắm. Cũng được. Nó có hai cái để em xài nha. Anh có hai loại. Có loại này nữa là anh, nếu mà em xài cái loại này thì sẽ không bị đứt tay. Nó cũng đi sát vào luôn mà nó không bị đứt tay. Thì đó là mấy em là tùy theo. Anh xài nhiều loại lắm. Có những lúc là loại nào anh cũng xài được. Anh sẽ hướng dẫn cái loại nào mà nó mấy em xài được, mấy em xài ok thì mình lấy ra mình xài thôi. Đấy. Anh làm bao nhiêu một phút, bao nhiêu một bộ hả? Tùy theo, và nhiều lúc anh làm, anh đúng là cái tánh của anh tỉ mỉ, anh làm lâu lắm, anh làm lâu hơn tất cả những bạn ở trong tiệm. Anh cứ tỉ mỉ, anh ngồi anh làm hoài, nhiều khi mà cái đam mê của mình nó đâm ra mình làm, nó ít khi nào anh tính thời giờ lắm. À, có nhiều bạn nếu mà đúng ra, nhưng mà nếu mà cách mà là khách mà họ cần đi đó, họ yêu cầu người ta phải đi đó, thì là mình làm có. Dạ con đang ở làm nail ở trong tiệm sắp gái. Dạ anh David làm cho con luôn. Dạ, dạ vâng ạ. Dạ. Dạ con, dạ con ở Paddy Central Macross. Dạ ở ngay gần chợ Hồng Kông. Dạ nhờ chút xíu nữa mẹ, con nghĩ là chừng một tiếng. Dạ. Yeah. Cái này chút xíu nữa mình sẽ dùng cọ mình vẽ thêm mấy cái design con đấy. Mua đồ luôn ở trong tiệm. Nè ha. Dạ. Dạ ok mẹ. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ một vài cái vẽ rồi mình mẹ gọi. Mẹ có em bé. Em có em con của em dạ 4 tuổi 3 tuổi với một nhỏ nữa mới 2 tháng. Vậy hả? Dạ. Wow, em cũng em nhà em ở gần xe lửa hay sao? Buồn quá à. Lúc trước em ở từ bang nào? Trước em ở PA. Ở PA Pennsylvania dạ. Hả? Ờ em đúng rồi. Em qua đây gần 4 tháng. Ồ vậy hả? Ờ thà nào em được ở PA xe lửa nhiều. Thông cảm. Xe lửa máy bay nhiều. Ờ xe lửa máy bay nhiều, thức khuya, đêm nào cũng thức 2 3 giờ sáng. Giờ còn đi học ôm lên nữa không biết sao. Rồi kệ nó. Ôm lên thầy nào cũng ra thêm cái 4D nữa. À, bây giờ mình sẽ vẽ một chút xíu. À, vẽ cái này thì mình sẽ dùng đây, mình dùng này mình vẽ thì mình bỏ cái này lên đây, mình sẽ dùng cái cọ vẽ này. By the way, anh David Future Supply is at Spokane, Washington, not Seattle. Oh, really? Oh, ok, vậy hả? Spokane là từ đó, từ Spokane qua tới, from
Carrie, from Spokane to Seattle, how far is it? Is it far at all? À, cái này màu đen thôi. Ừ, cái này màu đen. Cái này vẽ nó thì nó hơi tỉ mỉ chút xíu nha mấy bạn. Cái gel này được cái là nó vẽ đó, nó không có chạy, không có nhiều cái gel nó vẽ đó. Ừ, vẽ mặt người nữa hả? Không có em. Hello Louis, em and 4.5 hours old, is that far? Okay, so that means when I book my ticket, I need to book into Spokane, North Seattle. Okay, thanks, because I haven't booked the ticket yet, but I almost did that. Thank you for remind me. Thôi là bút là lái xe 4 tiếng là xỉu luôn rồi. Anh không có vẽ mặt người nữa đâu, Tammy ơi. Anh đang vẽ mấy cái này. Ok. Cọ của anh này nó cũng hơi tè toe rồi đó. Cái này là nó vẽ, thực sự ra nó cũng dễ vẽ lắm, coi như là mình làm á, mình thời mình cứ chế biến đại là nó cũng ra thôi, ra những cái đường mà mình muốn vẽ thôi. Nó không có ở Mỹ ít thấy vẽ bông vẽ hoa văn nhiều phải không anh? Đúng, cũng tùy theo,
cũng đúng là, nhưng mà người Mỹ thì ít khi nào mà nó làm ấy, nó làm những cái bông hoa nhiều giống như là ở Việt Nam mình làm lắm. Việt Nam mình thì mình làm nhưng mà thực sự ra bên đây mà mình học học thì cũng tốt chứ không phải là không. Ở Việt Nam học mấy cái đó cũng tốt lắm. Nhưng mà qua bên đây thì nhiều 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 chỗ thực hành, nhiều chỗ làm, nhiều chỗ họ không có làm. Đâm ra là nhiều khi cũng thấy là cũng hơi phí phí chút xíu. Nhưng mà mình học cho nó biết thì cũng ok. Cũng ít người nào vẽ giống như vậy lắm. Lâu lâu mới có người vẽ. Ừ. Đó mình vẽ này xong rồi chút xíu mình bỏ vài cái, mình bỏ vài cái gì đó, cái đai mình lên nữa. À, sau đó mình chỉ cần mình bỏ, cần bỏ cái đèn hơ trong vòng cái gel này là chi hơ trong vòng khoảng chừng 15 giây cho nó khô đi rồi mình sẽ tính sau nha. À, tay em đó hả, em đang nói chuyện với lại mi ấy hả? Anh đang là người mẫu chân dài nè, khá miền. Chân bằng tay, tay bằng tâm. Đó. Bây giờ anh sẽ bỏ cái top gel lên nha. À, cái này anh nghĩ thử, anh thử xài cái thằng mát coi. Anh nghĩ cái bàn tay này làm mát ra chắc nó cũng ok. Coi. Thấy nhìn nhất những lúc anh làm Ủa, cái này hư rồi, khô rồi. marble. Marble hả? Cái này hư rồi. Marble vậy thì chút xíu nữa mình làm marble nữa đi. Chút xíu nó qua bên kia chắc anh làm, anh đắp bột luôn, anh lấy cái làm mấy cái kiểu này anh làm cho em coi này. Mình đắp bột tiếp. Mình đắp bột tiếp rồi mình làm marble lại, rồi mình làm mấy kiểu khác khác nhau nữa. À, nó cũng bóng, nó đẹp ạ. Các bạn thấy không? Cái này nó, cái này mình cần có gắn chút xíu mấy cái hột xoàn lên Cái này. này là cái gì, thật khó hả? Ừ, cái này là cái Kèm thớt của nó. hả? Cái này là cái thớt chị em của nó. Ừ, cái này mình sẽ cho ít ít hột xoàn lên thì nó sẽ đẹp hơn. Xoàn thì mình làm đâu? Chót yêu em rồi. Có mấy cái thằng
cái thằng keo này nó là thớt, đâm ra nó slide, thì cái thằng base á, thằng base thì nó mới đứng lại được. Sao đó? Không vậy là khi mình cút cái base rồi. Em nên bỏ thằng base vào, thằng base vào nó sẽ đứng hơn cái thằng thớt. Thằng thớt này nó slide dữ quá, tại vì nó trơn á, nhưng mà thằng base của mình sẽ không bị. Em cứ nghĩ là treo thì cỡ nào nó cũng slide. Ừ, không, thằng base nó đặc, em biết thằng nào mà nó đặc á thì nó sẽ giữ lại cho em đó. Còn thằng nào mà nó lỏng là nó slide à. Cái cây này nó có hai cái là nó có cái đồ ấy này, nó chỉnh cho mình chỉnh nè. Nó slide quá, nó đẹp. Để anh lấy nó ra. Mình bỏ thằng base lên. Anh lấy nó ra, anh bỏ thằng base lên. Em gắn lại nó đẹp hơn. Lấy thằng này ra. Đúng ra là phải bỏ thằng base lên. Base lên thì nó không có bị slide giống như là mấy thằng này. Thằng này nó slide dữ quá. Hello Châu Đỗ em, hello Louis Vegas. Hello. Nè thằng này base này. Thằng base này nó lại khác nha. Nó ít khi nào nó bị slide lắm. Thằng ấy nó sẽ lại thằng... Nhưng mà lát nữa mình phải làm lên thêm một lần nữa. Nhưng mà đúng là mình gắn nãy giờ anh quên á, mình gắn cái diamond là mình phải cần có thằng base. Tại vì thằng base này là nó mới giữ được cái ấy của mình, nó không có chạy đi vòng vòng. Chứ còn là cái cục này cũng hơi trơn chứ phải là không. Cho nó một đống vô, bắt đầu mình mới chỉnh đó. Nó đúng là gánh diamond này nó cũng rất là tỉ mỉ. Thì nó nhỏ. Đúng rồi, nó cũng là một cái kỹ thuật chứ không phải là đơn giản. Cái này là cái cây mình hút vô ha. Ừ, là cái loại cây này nó đụng vô là nó bám vô rất là tốt. Nó bám vô rất là tốt. Mình đưa nó lên một hấy rồi bắt đầu mình mới chỉnh đó. Cái này nó có chỗ nào cũng có nhiều chỗ bán. Thì không biết là hỏi Thanh coi ở đây có bán không. Nhưng mà cây này nhiều chỗ bán. Đó. Cái này đi ngay giữa thì là an toàn.
Đi về hai bên công này. Đó, giờ hai cái màu silver đưa vào đây. Trước khi mình cho vô đèn là mình phải chỉnh lại cho nó đâu ra đó cái đã. Mình chỉ cần sơn top thôi, mình dán cái này lên. Ừ. Nãy giờ là mình sơn base, đúng rồi, sơn top, nó sơn base, top thì mình tháo nó ra rồi tại vì nó dễ rớt quá. Ừ, nhưng mà thực sự ra cái thằng này nó là vì nó là bi á. Ừ. Đâm ra nó cũng trơn mà nó dễ rớt chứ không phải là vì base hay top thì nó cũng... Cuối cùng lên trên base lên. À, cuối cùng là phải sơn base lên. Lên. À, trong vòng. Sơn base nó dán được không? Cho anh chỉnh lại trước khi anh bỏ nó vào đèn. Chúng tôi là bỏ vào là nó khô cái là nó méo liền. Nó đúng ra là cái gánh này anh không có giỏi về cho lắm. Nó rất là khó làm. Anh mà còn giỏi everything nữa thì thiên hạ chứ. Cái cây của Mỹ tốt vậy, Việt Nam đối với là tụt lụt luôn á anh, vậy đó hả? Anh thấy anh cực quá anh ơi, cực quá ha. Đúng rồi thấy không? Con này để vô là nó méo luôn này không? Ừ. Đó. Ok, nó méo thì bây giờ mình phải tìm cách mình làm lại. Đây, bỏ nó vào đây. Đẩy qua được hả? Không có, không đẩy qua được nữa. Không đẩy qua được nhưng mà mình sẽ phải chế, mình sẽ phải chế biến. Mình sẽ cho anh không có rành về mấy cái gánh cái mê đai mình này nhưng mà cũng thấy cực ghê chứ không có dễ làm. Đâm ra có nhiều người làm mấy cái này đẹp lắm này nhưng mà nó không có dễ chút nào nha mấy bạn. Đưa vào chút xíu cho nó đứng rồi bắt đầu lấy ra để làm cái khác. Biết sao mà khi nó đứng rồi đó, khi mà nó đứng rồi đó thì mình này, lấy ra những cái anh đây đó, đúng rồi, nó hơi, bây giờ anh hiểu rồi, bây giờ nó hơi đứng một chút xíu thì mình bỏ nó vào rồi bắt đầu mình ấy nó thì nó sẽ đẹp hơn nha. Này, bây giờ anh sẽ lấy cái thằng này, anh sẽ cho cái thằng lấy cái màu này, anh đi ở dưới này chắc đẹp hơn này. Đây, màu này đây là mỗi lần làm á là mình cho nó đứng lên một chút xíu là bắt đầu mình bỏ vào đèn, mình bỏ vào đèn sơ qua thôi là bắt đầu mình mới coi như là mình mới lấy ra mình chỉnh nó thêm được nữa. Đó, em bỏ nó vào. Gel base dính đá chắc lắm luôn. Đúng rồi, nó dính chắc lắm. Em thấy đẹp đó anh. Ừ, nó đẹp chứ, nó làm rất là đẹp nhưng mà nó cũng hơi là cực kỳ khó làm. À, nhưng mà anh nghĩ là mình làm chừng vài lần là mình quen rồi đó, là mình làm nó sẽ ok. Nó không có khó đâu nhưng mà chỉ có cái là nó mình chưa có rành cái cách làm của nó thôi. Này, anh sẽ quay bên này vòng đây. Ok. Mình sẽ quay từng vòng một này. Đây. Đó. Mình làm như vậy đó là mình sẽ chắc ăn hơn là mình làm một lúc hết nguyên một bộ thì nó sẽ chảy. Ok, giờ anh hiểu rồi. Ok, lấy nó ra. Mình làm như vậy nó sẽ tốt hơn này. Đó, mình quét này theo chút xíu này. Miễn sao là cho khi mà nó đưa nó lên á là nó dính lại ở trong đó. Ok mấy em hết chưa? Nè. Đưa nó sát vào. Ok. Cái đó cũng gọi là sáng tạo, đúng rồi ha. Bây giờ nó méo rồi, bây giờ em phải làm sao, em phải tìm cách em làm ra cho cái méo nó đều thành cái đều chứ, không lẽ giờ mình tháo nó ra đâu có được, đúng không? Ừ.
Như ông bác sĩ ông giải phẫu á, ông làm méo bên đó, giờ bắt ông tháo ra, ông phải kia làm cho nó méo cho Không hết hàng. nó đều. ông lớn mạnh tay quá, móp hết bên. Giờ sao đây, chết rồi. Thôi, chịu khó, phải làm bên kia cho nó móp theo. Như vậy nó đẹp hơn đúng không? Cái này bây giờ anh nghĩ coi coi, đó, ok chưa? Cũng dễ thương ha. Đẹp. Rồi, cũng dễ thương Đẹp rồi. Rồi. Bây giờ mình sơn thớp lên hết luôn. Em. Nè. Bên này làm gì làm mình cũng phải sơn thớp lại, tại vì cái này mà không có thớp á là nó sticky đúng không? Ừ, tại vì nó là cái base mà. Cái base nó sticky. Đó. Rồi đó. Không, không cần. Nó dính chết luôn này, tại cái hột này thoải mái lắm, nó không rớt ra được nữa. Tại vì nó có hai, tính ra là nó có hai lớp luôn này. Một lớp base nó bám vào, rồi mình cho thêm một lớp top nó nằm ngang nữa là nó đủ rồi. À, cái thằng này anh thử, anh sẽ thử cái thằng này coi làm sao nha. Anh đang có cái này, anh nghĩ mình bỏ những cái này vào nằm trong những cái và quên đi, treo này là chạy là phải rồi. Rồi em lấy ra cho anh. Nó đâu vậy em? Bỏ cái hột nó lên trên cái thằng này mà nó không chịu đứng nha. Ở bên Việt Nam á hả? Cái Việt Nam chỉ có anh gần đáng đá base gel hả? Đúng rồi, anh làm base gel. Bây giờ anh bỏ thằng này lên, anh làm mấy cục này vậy thôi à. Cho nó nhớ cái thằng này phải vuốt nha, không vuốt là nó sẽ bị đúng rồi. Không vuốt là nó mất cái shape của mình á, những cái gel nó khi mà nó chảy xuống em, nhưng khi không để ý á, là mình nó làm mất cái shape của em. Thằng này anh nghĩ là nó lạ lạ hay này, nó giống như là mây vậy đó. Và thằng này tay bên kia chắc mình làm cái kiểu này đẹp em ha. Qua tay bên kia làm kiểu này đi, tháo cái đó ra, tháo cái ngón đít đó ra, mình làm kiểu đó, mình làm hết một bộ như vậy anh nghĩ chắc đẹp ạ. Ok, bỏ vô giùm cho anh 45 giây. Hello Mary, em đang ở đâu? Anh đang chờ em đây nè. Anh tháo này ra anh làm giống mẹ làm ombre hết nha. Để anh tháo ra anh vũ nó xuống. Anh làm nghĩ làm cái nguyên một cái marble đó đó. Cái ma màu đó, hai màu đó anh thấy đẹp ạ. Nếu mà làm hết bộ như vậy chắc đẹp lắm ạ. Mình làm hết bộ đó cho mình coi nha. Bây giờ mấy bạn theo dõi nha, mình qua bên đây mình làm cái bộ móng tay này, mình sẽ làm cái bộ móng tay marble. À, để mình tháo ra, để mình đắp bột luôn cho nên mình sẽ không có đít với bàn tay bên này nha các bạn. À, tại vì cái tay khá đẹp để cho mình làm cái marble đó. Ha.
Tammy Tisili, em chào anh lâu rồi. Không xem anh làm bệnh mắt em không xem. Nguyên mà xem. Oh, Nguyễn, oh, hello Nguyễn Duyên, khỏe không em? Lúc này bận quá hả? Cái này là tới 72 luôn. Em biết, em có số nó đang sai. Ừ, một số sai hả? Ờ, oh, vậy hả? Ờ. Số 30 nó bị sai. Ừ. Của bên em hay là của bên anh? Bên em. Chót em mới lấy về. Ủa sai hả? Sai thì phải đợi, coi cái nào sai để anh về anh đổi cái khác cho. Lâu 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 nó cũng gã, anh cũng không hiểu là có gánh lộn hay không. À, cũng khó. Ừ, nó làm à, làm cả ngày nó làm để ý. Này khô được không? Được. Máy này bán nhiêu? 150. 150 hả? Cũng nhạy đấy chứ. Nó là cho UV LED luôn hay là cả hai hả? Anh cũng có UV đó. Đúng rồi. Nhưng giờ máy nào cũng quá. Anh đang tiệm supply nào vậy? Kevin Nguyễn, anh đang ở đây này, anh đang ở Paris Spa Center. Anh khỏe, em khỏe không? Mấy em khỏe không? Mình vẽ gel được không anh? Vẽ gel được chứ. Đây này, anh đang ở Paris Spa Center nha, 1700 Oak Brook Drive ha. Số điện thoại là 770-696-2877. Hello em. Này. Bây giờ anh sẽ dũa thằng này xuống lại này, anh sẽ đắp gắn tiếp lên. Và anh sẽ làm cái marble cho mấy em coi nha. Anh làm marble bằng hai cái màu xanh thì thật sự là nó làm cực kỳ đẹp luôn. Nguyên bộ ra nó nhìn giống như vậy thì nó rất là đều và đẹp nè. Mấy bạn thấy không? Nó rất là nhẹ nhàng ha. Đây đó, thì bây giờ bên đây là mình xong. Cái bộ này mình vẽ đen rồi mình nó khô hết rồi đó. Nó làm những cái kiểu design ra giống như vậy. Rồi. Nó còn là chút xíu nó không sao, tại vì mình fill nó lên trên nó cũng không sao, anh nghĩ là nó sẽ cover cái màu đó. Hello Nghĩa Hiếu Lê em. Mình vẽ gel được hết mà, cái này anh đang làm, anh làm bột à, em ơi, thì đâm ra em muốn vẽ cái gì cũng được hết, tất cả. Không thoải mái ha. Đây là phá bột nhanh đằng này. Thằng này là thằng Yosat Cuticle. Bây giờ ở đây mình có ba cái thằng đầu giữa này mình bán, thằng này nữa, thằng đó, ba cái. Ờ, cái này có rồi. Cái đó có rồi. Cái mà đắp bột xong. Đây, cái đắp bột xong giữa thì lấy cái thằng nào cũng được hết. Lấy cái thằng fine, cái thằng nào fine nhất để mà ấy phải không? Bên này em có bán tuy quay không? Mua cái tuy quay về làm cũng ngon lắm. Ok, bây giờ như thế này, bây giờ sẽ gắn móng. Và sẽ làm một cái thêm phía bên kia. Đây mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn làm làm marble nha. Đây mình thấy cái màu marble nó đẹp. Làm marble cho mấy bạn coi. À, đây mình sẽ dùng cái số 4 này, số 2 gì để mình gắn tiếp cho mấy bạn coi nha. Em xin phép nghỉ nha. Ồ vậy đó hả, thì xin phép ở nhà chơi hả, vui vậy ta. Đây là số 2 hay số 4, anh đều làm được hết. Oh yeah. Yes, cả hai. Có nghĩa là thấy không? Em bỏ vô dính liền. Bỏ vô cái dính liền. À, nó gọi là dính lẹo. Dính vô cái dính. Lên ra. Đó, các em thấy không? Bàn tay này thẳng giống bóng dễ. Nó dính chắc lắm. Đúng rồi, nó bàn tay, có nhiều bàn tay rất là khó làm. Nhưng mà nhiều tay khó đó là mình phải chịu khó. Mình nhìn sao để mình bình tĩnh thành. Thì đó, thế đi thẳng nè, nhớ không? Đi thẳng. Mình nhìn thẳng rồi mình để cái móng thẳng xuống. Đúng rồi. Cái móng á là nó có hai cái loại móng, một loại móng thẳng và loại móng cong. Cái móng móng này là cái móng Eden. Cái móng Eden, thấy mình lấy ra nó vô không?
thấy không? Nha, thì mình lấy ra lấy vô thấy chưa? Mình có thể xoay qua xoay lại được. Đó thấy không? Chỉnh được này không? Mình chỉnh tới đằng kia bưa vô cái là dính liền này thấy không? Sau này mình mới giữ chắc như vậy thì tất nhiên anh sẽ không chạy được. Đó thấy mình chỉnh qua chỉnh lại chưa? Đó. Cái này là được cái là cái lợi của nó là như vậy đó, chỉnh qua chỉnh lại nhưng mà nó dính rồi là nó ok. Nó không có rớt ra đâu, mình đừng có lo, ok. Em mới mở mắt mà anh. Ở Việt Nam mới mở mắt hả? Ờ, không sao. Cái gì mở được cứ việc mở. Nè. Đẩy sát vào này ha. Ok, keo này dán vô này. Đó. Mình giữ ha. Mình coi này, nếu mà nó thẳng là mình để vậy luôn, mình không thẳng. Thằng này thằng khác nữa. Thằng này cũng ok. Thằng này là thằng này cũng phá được. Thằng này phá bột cũng ok lắm này. Thằng này cũng good này, thằng này phá bột cũng good này. Cũng ngang ngang cỡ này. Lấy này đi, lấy này đi, lấy này nó ngon hơn. Ừ, cái lấy ngon, cái đó là cái xếp trì hơn. Thằng này không cắt da đâu, đừng có lo. Nó chỉ cắt xương thôi. Nó dễ chơi chứ cái đó cứ lắm á, cái đó không cắt gì đâu, đừng có lo. Cái đầu nó tròn xe à, lấy gì cắt, nó chỉ ủi không à. Nó không cắt chút gì à, nó chỉ ủi thôi. Nó dễ chơi, nó cắt đâu đây nè. Nè, muốn coi không cho coi nè. Cái gì cắt để mà cắt. Đây. Đây, nè. Đưa nó vào, nó không sẽ cắt đâu, nè. Cái thằng này á, thấy không? Chạy nè, thấy không? Thấy chưa? Tát vô nè, thấy không? Đụng da nè, nó không cắt đâu. Anh vũ giỏi thôi, đổi gì đó. Đây, nè. Vũ nè, cái này nó vũ trên mặt mà. Thấy không? Làm sao được? Tại vì này cái tấm móng tay thật mạnh mình làm nó bị hư thôi. Chứ làm sao mà nó cắt được, tại vì nó không có chỗ cắt. Nhưng mà nó remove bột rất là good. Tại vì nó là một cái đầu để phá bột. Thấy chưa? Good lắm. Lấy đi, đừng không có ấy đâu. Không có giả dối đâu, đừng có lo. Thì xạo. Nghe nói cắt cho xương cái băng trả liền à. Không có giả dối đâu. Lâu dốc chút rồi. Rồi. Bây giờ đây mình sẽ làm cái marble. À, sau khi David làm marble, David sẽ làm cái miếng này này, mình làm design cũng hay lắm. Cái miếng này có nhiều người, để chút xíu anh sẽ hướng dẫn anh làm cho luôn. Ha. Cái này mình sẽ móng này như nó mới rớt không? Nâu cái này là do khi neo bé. Nó bên ngoài, không rớt đâu, chắc lắm. Này. Sau đó mình nhắm sao anh, nhắm sao mình thấy không? Cánh đây là thì bây giờ là mình lấy cái này là cái chính này, mình đo này, nhớ cũng nói vậy đo là mình đo này không? Hai cái dính với nhau này. Này mình đo hai cái nữa này thấy chưa? Có phình đó hả? Thì có phình. Còn cái này không hả? Rồi lát nữa anh sẽ dùng cái này để anh. Đây. Đây. Không, kéo sát này. Thì mình cắt nó như vậy là mình vũa đi. Nhớ là như vậy này, lúc mà mình đưa cái thằng này vào á, đừng bao giờ để như vậy mà cắt nha. Để như vậy cắt là sẽ vô cái thịt người ta này. Đâm ra lúc nào cũng phải để cao lên như vậy, để xéo nhưng mà để cao lên này. Này. Cái kéo của mình nó cao lên như vậy thì mình biết là nó đâu cắt vào thịt người ta đâu, có nhiều người không chú ý tại vì cái này nó bén lắm. Đưa cắn nó vô thịt cái là xong luôn đó. Lúc đó là ngồi đó mà chỉ có toát mồ hôi thôi. Không biết được nào mà mò. Hello hola ma Carmen, hola como está? Tâm Trần, hello Tâm Trần em. Nguyễn Duyên, Trần Nguyễn mở mắt mà nghi mổ mắt anh đây mình không hiểu. Lôi chính ta. Cái gì mở mắt mà gì ghi mổ. Mổ mắt mà anh đọc thành mổ mắt à? Chết cha. Mổ mắt hả? À? Người ta mở mắt. À cô nói cô mới mở mắt. Chứ phải là mổ. Anh tưởng nó là em mới đi mổ mắt về. Ha. Đi làm đẹp mở mắt. Lúc mà biết sao mà anh nhìn em ở trong hình á, anh đâu có nghĩ là em chân dài dữ vậy đâu. Đi ra ngoài nhìn thấy chân dài cũng hơi giật mình đấy chứ. Nói, ủa sao mà chân đâu ra dài dữ. Chân dài bằng tay. Ừ.
Hello bên cao em, khỏe không? Dũa nhiều quá nên đọc, dũa nhiều quá nên đọc nhầm. Đúng rồi đấy em, dũa nhiều quá, nhiều khi đọc sơ qua thôi biết không, không có đọc không ấy. Em ngủ dậy mai em xem lại, em chúc anh David có nhiều nhiều sức khỏe. Cảm ơn Cherry Nguyễn. Cảm ơn em nha, bye bye em, em ngủ ngon nha. Nhớ ngủ nằm mơ thấy ôm ren rồi này kia ha. Có gì mai kể cho anh nghe là cái chuyện ôm ren của em ngày hôm qua nằm mơ như thế nào nhá. Nhớ vào livestream của anh này coi này, kể cho mọi người nghe. Chúc em ngủ thiệt là ngon, mới một lớp giấc mơ thiệt là sâu, thiệt là đậm. Ôm ren đủ màu sắc nha, và đủ kiểu. Đủ màu sắc và đủ đủ màu sắc ha, màu sắc cầu vồng ha, và đủ kiểu ha. Wow, cái màu ombre này đẹp nha. Nó ombre này nè. Cái màu ombre nó đẹp đó nha. Hồng hồng trắng trắng ha. Cái màu ombre này khó làm ra lắm nha. Tóc nó ra như vậy. Tím này, nó vừa tím, nó vừa tím mà nó vừa trắng nè. À, cái màu đó khó làm lắm, nó không dễ làm đâu. Thì đó, thì hồi xưa là nail biết từ ombre này từ đâu ra không? Từ tóc ra đó. Từ tóc ông hồi xưa này là ombre trên tóc người ta rất là nhiều, nổi tiếng lắm. Ombre mà, rồi sau đó từ từ nó mới qua nail chứ. Chứ hồi xưa không, tóc lâu năm lắm rồi. Tóc là ombre lâu thì là lâu lắm rồi. Nail là ombre mới sau này thôi, vài năm thôi. Mở không thấy ombre mà chỉ thấy David. Mơ thấy anh không à, không thấy ombre mà thấy David ha. Ok, thấy anh là thấy ombre rồi, chắc chắn rồi em, đừng có lo, đừng có sao, miễn sao là thấy anh thôi, thấy anh là bảo đảm là sẽ thấy ombre. Ok, ok, sau khi mấy bạn vũ xếp, mấy bạn lật ngược lên móng tay lên này, mình coi này, thấy không, mình coi là những cái xếp của mình nó có đều hay không, nó có thẳng và đều hay không, rồi nó có, quan trọng là ba ngón này lúc nào cũng như một vậy đó, thì nó mới đẹp. Ba ngón trở thành một ngón, cái xếp mà cái tất cả những cái đều giống như nhau nha, thì nó mới đẹp được. Rồi sau đó mình sẽ giũa thằng em này xuống đây, mình lấy thằng này đây, nãy mình lấy thằng này mình xài đi. Như này nó cũng là xếp tì thôi nè, theo nó giũa cái này. Tại vì cái này giũa này nó mới, đâm ra nó rất là bén. Thì nó chứ còn mà mình xài chừng vài lần rồi nó hết, nó bớt mòn đi rồi đó. Là mình đi nó cũng ngon hơn. Nó mới bén thì đâm ra nó hơi vàng vàng chút. Xài chừng một vài lần là hết à. Okay. Nhưng mà nó làm gì làm nó không bao giờ nó cắt tay ra được. Tại nó không có cái gì để mà cắt hết. Hello Đài Oxini, hello em, khỏe không? How are you? Ok, now I am going to do ombre, I'm gonna do one of this. Anh sẽ làm một cái ngón này hơi cái ngón này là cái này là cái design này có nhiều người làm lắm này. Đây, lấy cái màu xanh này đi nha. Cái màu xanh này là mình làm là nó như thế này. Cái đài design này nó giống như là water, giống như là thia vậy đó. Này, người ta có cắt ra một khúc như vậy, không cần cắt nhiều, em chỉ cần cắt một khúc thôi. Ok, em cắt ra một khúc như vậy, sau khi đó, cái thằng này là như vậy này, mình mới vò nó vô như vậy. Ha. Cái thằng này nó là không, mình phải vò nó vô như vậy. Khi mà mình vò rồi như vậy thì mình lấy nó ra, thì nó mới có những cái gọi là lóng lánh giống như vậy thế này. Mình mới đắp nó lên trên đó. Cái bí quyết của nó là chỉ có chạy thôi, không có gì khó. Cái này anh làm này. Mình cắt cho nó thành, mình muốn cắt cho nó thành những cái shape của mình muốn. Các bạn thấy không, mình cứ cắt nó đi, lát mình dán nó vào thôi.
nhưng mà nó quan trọng là đó, lát đó mình dán nó rồi sau bắt đầu mình mới làm sao thì làm. Thường thường bây giờ thí dụ này này muốn dán đi cũng dễ lắm, đây mình sẽ dùng cái thằng đây vẫn dùng cái thằng base này thì mình dán nó lên trên cái móng này đi nha. Đây. À, mình cũng không cần phải đi lên trên xa lắm, mình để vậy thôi. Đó, mấy bạn thấy chưa, em dán nó vào như thế này thì sau khi em cắt nó đó để em đắp nó là nó xong. Mấy bạn thấy không, mình làm cực kỳ lẹ này không, chút xíu là mình đắp một clear rồi mình làm design lên thôi, thế là mình xong thôi, không có gì hết trơn. Một cái design rất là dễ, nhưng mà nhớ là mình phải bóp nó vô như vậy này, bóp nó nát vào như vậy, bóp càng mạnh càng đẹp. Ờ đúng rồi, em hôm nay em ra trường ha, bóp càng mạnh càng đẹp ha. Ừ, không có sao, đừng có tha đâu. Tùy theo cái loại, có nhiều loại bóp nhẹ nhẹ, có nhiều loại bóp càng mạnh càng đẹp. Đó. Sau khi mình bóp xong là mình dũa xếp rồi mình lấy nó vậy thôi. Đó. Rồi, bây giờ anh sẽ lấy lại cái màu nãy là cái màu xanh này. Và cái màu xanh lúc nãy anh mới làm. Anh làm ba màu xanh này đi. Ok, anh sẽ làm không có cái màu xanh của anh nãy là màu này không? Đây này, dạ đúng rồi, cảm ơn. Nè. Mình lấy ba cái màu này mình làm ấy nha, mình lấy ba cái màu này mình làm marble nha. Và làm marble chung thêm nếu phải tới nó có cái thằng clear. Và đây mình sẽ dùng cái màu marble là gì, mình sẽ dùng 24 để cho nó lợt nó nhẹ nhẹ thôi. Công trình bờ bếp thường anh. Vậy bột không dính lên móng có bị chóc không? Không, tại vì hai bên góc này nó có bột này, em thấy không? Hai bên góc này nó sao? Ở ngay cái đó là ở ngay giữa thôi, không sao hết. Nó không chóc được đâu. Nó, mấy phần nữa thằng này nó mỏng lắm. Anh để, bởi vậy anh mới để ngay chút trên này này. Thế cuticle anh để lỏng ra không? Anh không có để sát vào cuticle này, anh sợ nó ấy này. Đó. Như vậy nó sẽ không bị chóc đâu. Ok. An toàn. Rồi bây giờ anh sẽ dùng cái chai số 1 nha. Chai bon. Thì nãy giờ mấy cái này mình cần có cái bon. Đây này, cái này bây giờ mới đi cuticle này, thấy không? Tại vì ngay anh thấy không? Ngay chỗ này anh không có dán vào này. Thì ngay cái chỗ đó sẽ không chóc đâu. Rồi. Mình xài cho nó sạch đi nha mấy bạn. Sau đó mình sẽ dùng cái chai solid 65. Màu này hơi đậm nha. Màu này chắc xài ít thôi, không có nhiều. Nhưng mà hai cái màu này là màu chính nè. Okay. Và màu này màu clear. Thì màu clear này là mình sẽ đắp ở trên này thôi. Rồi giờ mấy bạn theo dõi nè. Đây mình sẽ dùng cái màu clear này trước nè. Ok. Đây mình sẽ dùng cái màu này và màu này. Ok. Hai màu này đây mình sẽ đưa vào đây nè. Các bạn coi này. Tại vì hai cái màu này đây mình muốn làm giống như là cái màu nó giống như là cái nó giống như là cái ấy vậy đó. Cái mây vậy đó. Ok, mình đưa này nhẹ nhẹ vào. Ok. Các bạn thấy chưa? Mình đưa nó vào một bên ha. Mình muốn làm những cái màu nhẹ nhàng này qua bên đây. Bây giờ bên này á, cái thằng này là chỉ cần bỏ cái bột clear lên thôi nha mấy bạn nhé. Đấy, cái bột clear này nó làm đây nó sẽ ra những cái đó. Nghiêng móng xuống này cho bột nó chạy xuống này, thấy chưa? Đó. Nè mấy em thấy không? Thấy cái màu nằm đằng sau không? Thấy được cái ống ánh của nó nằm ở dưới không? À, nó đẹp không? Rất đẹp ha. Dễ làm lắm, cái đó là dễ làm nhất, không có gì khó trơn. Đỏ vào này, nghiêng móng xuống này. Nè, đập sát vào cuticle này. Thấy không? Sát vào cuticle này, em kéo xuống cho anh. Ok. Thì em thấy là ở dưới lúc nãy anh có chút xíu màu hồng á, mà cái hồng đó nó phản ánh lên, nó làm ra cái màu hồng nằm trên đây nè. À. Thấy chưa? Này mấy em thấy không? Đó, ống ánh này. Nhưng mà nhớ là phải làm cái mu nha. Cái mu nó phải cao lên. Nó ngay đây nè. Đó. Phải tìm cho cái mu đúng chỗ mà để cái mu, không có là nó bể dễ gãy lắm. Cái chỗ cao nhất á, là phải cái mu là cái chỗ cao nhất là ngay chỗ này này. Cái lưng con rùa đó ha. Rồi. Sau đó này mình trở lại này, cho mình coi lại này ha. Màu trắng của mình nha. Nhớ là phải lấy lít nhiều liquid màu trắng này.
màu xanh này và màu xanh, chút xíu thằng xanh này thôi, không nhiều quá, nó sẽ này. Quay này, thấy không? Đó, em làm ra mấy cái mi này đẹp này, không thấy không? Này, trở lại này, trắng nữa này, xanh xanh này, ok. Đưa nó vào này không, kéo nó vào. Các bạn thấy không? Trắng nữa này, xanh này, xanh này. Nhẹ nhẹ thôi nha, đi sát vào cái cầu này, kéo xuống. Đó, cho nó thiệt tròn nghe mấy bạn. Nhớ lúc đó mình cho cái màu clear ở trên đây nha, tại vì mình muốn tạo cái độ dày phía dưới này. Ở dưới nó hơi mỏng đó, em bỏ cái bột clear lên đây cho anh. Này không? Thấy chưa? Bộ ấy hũ bao nhiêu gram vậy anh? À cái này là 56 gram em. Là 2 ao đó, nó là bột của nó là 2 ao đó. Nó có những cái màu nó giống như là đá cẩm thạch vậy đó. Cái màu xanh này cũng vậy, nó ra này không, gần gần như đá cẩm thạch này. Xanh này, xanh này, xanh này. Chút xíu xanh này vào luôn. Đi sát vào cái cuticle cho anh nha. Quan trọng là phải sát vào cái cuticle và nó tròn ngay cái cuticle này. Thấy không? Đó. Trở lại ha, vẫn cho anh cái bột clear lên đó. Ok. Lúc nào cũng vậy hết, làm là phải nghiêng. Nghiêng cái móng nó xuống để cho cái lick, để cho nó chảy xuống dưới, chứ không thôi là nó sẽ chảy ngược lên trên lại này. Cái này cho nó dày ngay chỗ này cho anh nè. Em muốn làm dày xíu anh bỏ cục bột clear ngay đó. Ok. Đây, trở lại này ha. Này. Trắng này. Xanh này, xanh này này, thêm cái xanh này nữa này ha. Đưa nó vào đây này, ngoáy nó. Cho chút xíu này vào đây. Đó. Nó ra cái màu xanh, nó giống như là màu dê vậy em thấy không? Ha. Anh nghĩ em thích những cái màu dê này hơn. Ngoáy nó này không? Em ngoáy nó không? Đưa nó vào này không? Em đi từng khúc khúc một, em đừng có đi nhiều chỗ. Ok. Nó có cái giai đoạn của nó. Nhẹ nhẹ nhẹ, mình đi khoảng chừng 2-3 lần là nó tới nơi rồi. Okay. Ngay đây nào, đây nghe anh đẩy ngay 1-2 cái này. Đó, anh đưa nó sát vào cái đi cầu đúng không? Mình đưa sát vào này. Được chưa? Đưa sát nó vào đó. Sau đó em mới cho sạch ngay hai chỗ này cho anh. Đúng không? Em thấy cái đường này đó đẹp ghê ha. Sau đó em bỏ cái bột clear lên này. Tại anh thấy cái đường nó đẹp, anh muốn giữ cái đường đó. Đâm ra anh bỏ cái bột clear ngay chỗ nó dày để mình vũa cho nó khỏi bay đi mất thôi. Ok. Nghiêng xuống này. Đó. Nên mình cho anh hơi nhiều nước ha. Đúng rồi. Cái bột clear thì nó đúng ra là nó hơi chảy hơn tất cả những cái bột khác. Yeah. Lúc nào cũng vậy hết này. Cái bàn tay này, bàn tay là rất là nhẹ nhàng thế. Yeah, bây giờ qua bên đây này, anh làm màu trắng này. Okay. Màu này, và anh lấy cái màu này luôn, anh không có lấy cái màu kia. Anh muốn cái màu xanh này. Đưa nó vào làm thế. Đó. Giống như mây à, thấy nó ra đẹp không? Đó. Đâm ra là cái mà như vậy nè, cái bí quyết của cái thằng này á, là em lấy nhiều nước ít bột, thì em lấy nhiều nước ít bột em quậy nó mới được, em ngoáy nó mới được. À, phải có nước ngoáy nó mới ra. Đó. Ít nước quá là quậy nó đứng nó không có ra. Mình dùng keo đang dán lên móng hả anh, hay dùng keo đây anh Thảo Nguyễn, lúc nãy là anh dùng keo đó. Hello Huyền Trang em, khỏe không em? Anh ơi đẹp quá, anh tuyệt vời, cảm ơn em, Tina em. Cọ số mấy? Cọ này số 12 nha em. Này anh thấy không, anh lấy này bột đấy này, xanh này, xanh này nữa này ha, anh coi lại này, xoay này không? Ra này, anh quay ngược bên đây này, ra này, thấy chưa? Đó, để thôi, trở lại nữa này,
lấy màu xanh này đi, ok, đổi chút xíu qua bên đây, anh xoay một vòng hai vòng bên đây đi sát vào trong đây này, ok. Nhớ là em phải làm cho cái cuticle của em nó tròn mà nó gọn lại, thì cái cuticle của em nó tròn và nó gọn lại thì nó nè, thấy chưa? Rồi sau đó em bỏ cái bột clear lên cho, ok, nè, bột clear em làm lên nhẹ trên mặt thôi này, đó. Ngay khúc đầu nó hơi mỏng ha, anh em bỏ lại cho anh cái bột ngay khúc đầu này để nó. Này em thấy cái mặt bột không? Em thấy cục bột không? Mình bỏ lên mà nó bóng thì là bóng này. Hello Châu em, hello Châu em khỏe không? Ừ. Anh Hà Tha Huyền anh khỏe à? Em khỏe không? Có gì lạ không? Anh nhớ Houston rồi đó. Này, sau này anh sẽ cắt mấy thằng này qua một bên ha. Thì bây giờ khoan khoan mấy bạn đấy, cái màu David mới làm là solid 65 nha, solid 64, solid 65 và solid 29. Đúng rồi em, cái màu nó giống cẩm thạch ha, nó là cái màu em làm ra nó y chang cẩm thạch à. Không bao giờ anh về Việt Nam vậy anh Truyền Nguyễn. Việt Nam hả? Việt Nam bây giờ anh chưa có về được, công việc bên này nhiều quá, anh chưa có thời gian về bên đó. À, hy vọng một thời gian thật gần ha, anh sẽ về. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chưa có về được, đang còn mần ở bên đây. Bên đây còn nhiều em chân dài để lo quá, lo chưa có xong. Về Việt Nam sợ mất luôn cả người. Ừ, về Việt Nam anh chỉ sợ chân dài hốt anh luôn là chết. Không còn xác đưa về đây nữa thì lúc đó thì không biết làm sao. Đâm ra anh chưa có dám về là vậy đó. Anh chỉ về được bị sợ bị mất xác thôi. Nè, bắt đầu mình vỗ xếp nha mấy bạn. Nè, ôm nó lại này, thấy không? Vỗ xếp ôm nó lại. Có bên đây cũng vậy nè. Nè mấy bạn thấy không? Thì cái màu này thấy không? Thấy cái sự óng ánh của nó nằm ở dưới không? Đó. Anh ơi có mấy màu này nếu làm gel có được không anh? Làm gel hả? Mấy màu này hả? Mấy màu này làm gel là sao em? Cái này là bột không à? Làm theo kiểu này hả? Làm theo kiểu này mà để làm gel ra mà cái design giống như vậy đó hả? Ồ, cái đó thì anh chưa biết nha, tại vì chắc cũng được nhưng mà anh nghĩ là sẽ không có đẹp mà sẽ không có làm dễ như là làm bột đâu. Làm gel thì nó sẽ cực hơn á. Anh thì anh chưa làm gel lần nào hết, nhưng mà theo anh biết á thì anh nghĩ mà làm ra như vậy thì cũng được á, nhưng mà hơi khó đó, hơi cực á. Nhưng mà như vậy thì nó dễ thương ha. Tới Houston nữa đi anh David, em chờ bột mới về. Maxim Supply chưa có anh. Ồ vậy hả? Chắc anh nghĩ chắc khoảng một hơn tuần nữa chắc có. Mấy cái màu mới cho mùa thu á, cực kỳ đẹp luôn đó em. Màu solid 73 cho tới solid 100. Hình như là màu nào nó cũng gọi là, nó cũng là có cái, nó có cái đẹp riêng của nó. Rất là đẹp. Đẹp giống như là tuổi 18 hay là đẹp như tuổi 80. Đều có hết. Đẹp 18, đẹp 80 đều có hết á. 80 cũng có đẹp của 80 vậy. Hồi đó ông già, một người phụ nữ đẹp 80 thì cũng có một anh, một chú đẹp 90 ha. Đâm ra 18 hay 80 cũng có cái đẹp riêng của tất cả ha. Không có khác nhau chút nào. Rồi bây giờ mình vỗ xếp cho mấy bạn coi nha. Có ông anh đi mua ở đâu anh? Cái ống ánh hả? Chết rồi, anh không nhớ nó. Hồi đó anh đi, anh tới cái supply nào đó, anh người ta cho anh. Sau này anh đem về anh làm, anh lâu lắm rồi, lâu anh mới lấy ra anh làm một lần, anh không có nhớ là anh mua ở đâu nữa. Làm kiểu như vậy là gel, ok anh đi đó. Nè bây giờ anh vũ xếp nè.
Thì cái marble này nó có như vậy nè, có cái nhiều khi đó nhiều cái đẹp thì mình giữ đó, còn những cái nhìn có những nhiều chỗ đó em vũ trên cái mặt nó đi bao nhiêu thì nó sẽ xuất hiện những cái mà nó xuất hiện những cái mà nó kêu là cái marble ẩn nằm ở dưới mà lúc nãy anh làm đó, thì cái màu đó nó ẩn dưới khi mà em vũ nó đi đó, thì cái màu đó nó xuất hiện lên thì nhiều khi nó sẽ ra cũng nhiều cái là khá đẹp, thì đâm ra mình cũng không có nên, mình cũng không có sợ là mình sẽ bị nhiều nhiều nha. Thì có những chỗ nào là mình anh bỏ cái bột clear lên là để cho những chỗ nào mỏng, những chỗ nào dày để cho vũ cho nó đều thôi, chứ ngoài ra là em thấy mấy cái này fine and ice xong cái này dễ lắm. Cái này như vậy nè, mình bỏ cái màu nào ở dưới đó thì cái thằng này là nó có cái sự óng ánh của nó sẽ ẩn theo cái màu ở nằm ở dưới của mình đang có nha. Nó giống như là cái lá Đúng rồi, nó giống như là cái glass em ha, đẹp. Đó. Nó là giống là cái stain đó, cái stain, cái glass stain đó. Hello, hello, Vicky Poggy. How are you, my friend? Chút xíu nữa em muốn học về cái gì, em muốn chỉ là Đúng. làm nhúng ha. Ok, chút xíu nữa chờ anh làm nhúng cho em cho. Nhúng mình cũng có nhiều cách làm nha, mình nhúng ombre, mình nhúng design, mình nhúng đủ kiểu, chứ cái nhúng nó không có giới hạn đâu, nó cũng làm design được chứ không phải là không. Này đây mấy bạn thấy không, cái khúc này nó rất là đẹp, nhưng đang đây mình sẽ không vũ nhiều ở chỗ đó, mình muốn để lại chỗ đó, nhưng mà những cái chỗ này mình không cần là mình có thể mình lấy nó đi này, mấy bạn thấy không, mình muốn tạo ra cho cái nhìn nó khác nữa này, thì đâm ra nó có thể nó nhìn ra những cái mà nó sâu như vậy, nó sâu sắc hơn. Giống như cẩm thạch vậy. Aniko, do you do nail at all, Akino? If I don't think you know how to do nail yet, okay, I will give you one ticket. Aniko Bako, Bakayaro. Yeah, hey, Bakayaro. Ok. Đi Nhật, chơi đi Nhật luôn. Đó. Rồi, tiến một em Nhật đi ra khỏi chỗ. Không biết em Nhật hay là người gì, chả biết. Đi Nói tiếng chung gì. bữa nay em thấy nhiều người trốn chạy quá. Hôm nay hình như là mình có full moon không ta? Không biết có full moon không biết nữa. I'm good. Chào, hello Dũng, Y Đình Nguyễn em. Đó. Thì nào cái màu của nó lên này, em lúc mà em vũ nó ra, em vũ nó xuống theo một chút xíu nữa, thì có những cái chỗ mà nó đậm mà nó lợt, thì nhiều khi mà nhiều cái nó đậm nó lợt như vậy đó, thì nó tạo ra cho em cái lúc mà em bỏ gel lên nó sẽ tạo ra em cái đẹp. What number ombre anh? Number hả? Number solid 29, solid 64. And solid 65. Okay, that's the three number that I have, okay? As it did. Nè. Rồi sau đó mình vuốt xếp và mình vuốt cái đầu cho nó tròn lại thôi. Mình sẽ lấy cái này đi, mình làm cho nó tròn cái đầu lại là xong. Nhớ nha, nè, chạy cái thằng này này, chạy cho thịt chậm này. Một cái tốc độ thật là chậm và nhẹ. Tại vì anh đắp kỹ rồi, bây giờ anh không cần dũa gì hết. Anh chỉ cần chạy nhẹ này. Anh chạy nhẹ cái đây này không? Cho nó tròn cái thằng này thôi. Thấy chưa? Đó, thấy không? Đẩy da nó ra. Chạy đây này, nhẹ nhẹ nó đây. Tại vì nhẹ nhẹ đây là để làm gì cho nó sạch những cái bột nhiều khi nó không đều thôi, không có gì hết. Nó không có gì để nó vũ hết nè, vũ nè, một cái tốc độ nhẹ như vậy thì không bao giờ nó ăn, nó không bao giờ mà nó làm đứt da người ta được đó. Nếu mình dùng những thằng này rất là nhẹ ha mấy bạn dùng, nếu mà mấy bạn dùng cái đầu vũ nó càng cuồn cuồn bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu nha, thấy chưa? Đó, đây này, nè, mấy bạn thấy không? Thấy không? Mấy bạn thấy chưa? Đó.
Đây. Giờ đi cho nó thiệt tròn thấy không? Giữa hai bên này cho nó ôm lại chút xíu cho nó đều. Xếp cho nó đều. Rồi. Mình xong mình sẽ đưa tay lên giống như vậy cho mấy bạn coi. Bot number. Đó, anh cho em cái số rồi đó nha, nãy đều đài ở xin đi. Có sẵn rồi đó. Mình vũ xếp ngay đây nha mấy bạn, cho nó tròn, cho nó thẳng, cho nó đều. Mà tròn mà coffin thì nó phải thẳng hai cái góc. Ok. Đẹp ha. Cái màu nó giống như là cái cẩm thạch của nó vậy đó. Cái màu này nó giống ra nó giống cẩm thạch hơn này, nó nặng hơn này. Em buy nail file cuticle. Christine Ding. Rồi còn mấy cái màu này nó giống như màu bay, mây bay ha. Hello. Khỏe không? Này. Vô đây coi ôm ren nè. Ừ thì mình ôm sáng giờ đó. Ha. Ừ thì bởi vậy. Ôm ren thì nó làm. Coi có ai khen cái tay của người model đẹp quá. Vậy ha. Pink and white làm trắng hồng ha. Làm trắng hồng lấy đắp pink đẹp, lấy đắp pink mới lại deep hay là đắp? Deep á thì lấy deep white và dark pink. Dạ đúng rồi, hai cái đó. Ừ. Còn có một cách nữa là như vậy này, nếu mà cái tay người ta mà ở dưới nó nền của mình nó xấu đó. Thì mình lấy cái thằng OM18B. Lấy luôn cái hũ OM18B. Mình 18B không kim tuyến. Nó chỉ có shimmer nhưng mà nó không thấy được. Em sẽ không thấy được. Tại vì em deep một cái lớp clear trước. Em deep lớp white, deep OM18B. Xong rồi trở lại deep lớp white, deep lớp clear. Rồi xong rồi cuối cùng cắt một lớp clear lên hết. Ha. Thì cái đó thì nó sẽ làm ra cái trắng hồng cho mình, nó sẽ che được những cái ở dưới đi. Ừ. OM18B cái đó là đẹp nhất. Wow, cái ngón này anh thấy đẹp này, anh thấy không? Hai ngón cái của em coi như là đẹp nhất, thumb up ok. Cứ làm đi, tại vì có cái cô này cũng làm deep luôn này, cô đang chờ từ nãy giờ. Không, cho chị làm đi, em coi được rồi. Coi được hả? Ok, vậy cũng được, ai làm được ha. Anh sẽ chỉ cho làm. Không, em coi thôi chị. À, thích coi không thích đóng phim ha. Dạ không, bàn tay đẹp. Vậy hả? Không sao đâu. Mình đóng phim tùy theo đoạn ha. Có nhiều đoạn đóng vai chánh thì mới cần đẹp thôi, nhưng mà nhiều khúc không cần đẹp đóng vẫn được. Ừ. Bonsai rock respond to UAM. Somebody say hi, say hello to you. Yeah, somebody say name bonsai rock. Em mà được qua Mỹ em sẽ kìm anh để cho anh một bộ đó nha. Ờ để kiếm anh. Kiếm mà em chơi chứ kìm tưởng đó là em bóp anh chứ. kìm gì có bóp thôi. Sáng có ai khen cái model hand đẹp quá. Dĩ nhiên. Ừ, trời ơi. Làm neo xong mới thấy nó đẹp. Anh nói là anh chờ đi Atlanta, nói thiệt đó, anh chờ để mà được nhìn cái bàn tay này là anh chờ mỏi mắt lắm mà mới gặp được đó. Tuần trước là mình bị thất hẹn rồi đúng không? Hai tuần trước đúng không? Hai. Mình không gặp nhau đúng không? Ừ, đó. Em bay xuống Orlando thì anh bay ngược. Đó, thấy chưa? Kiếm sư phụ khó quá. Đó, có, sư phụ không đi, sư phụ đi kiếm, không cần đi kiếm sư phụ. Nè, thấy không? Ôm rồi. Jasmine Nguyễn em. Tôi mua supply bonsai rock. Oh, she want, you want to buy supply? Okay, here. You can call this number bonsai. It's 770-696-2877. Ok. Trời làm thứ ba miss anh nữa rồi. Thật là không có duyên với anh David. Jasmine Nguyễn, sao lại không có duyên em? Bây giờ không có duyên thì mình cứ ấy thôi. Mình tạo duyên này. Đó, đây này, con nó nổi lên này, thấy chưa?
Ồ đẹp quá hả? Em coi này. Ừ, thấy chưa? À, cái top đẹp quá, thấy chưa? Quá nổi luôn. Thấy không? Mấy bạn thấy chưa? Một cái design nó thiệt là nó quá dễ mà nó quá lẹ đến nó không có gì khó hết mà nó hay lắm. Ánh ánh đẹp quá ha. Ừ. Thấy chưa? Nó có gì mà khó hết trơn nè, nó dễ ẹt luôn. Chút xíu đó mình sẽ làm nên bỏ cái top này, top gì? Top của thằng gì đó, top của thằng Chizo này. Em thấy cái màu này nó ra những cái này. Nè. Nó nổi đây, nó xuất hiện được ở những cái mà vần đá nằm ở dưới này. Cái này mới là đẹp hơn này, cái này thằng nó có thằng ấy nó đậm đà hơn này. Đó, thấy chưa? Mấy bạn thấy không? Đó. Này đắp hơn. Cái này đắp. Ừ, đắp thì nó mới ra được cái dạng giống như vậy. Deep thì chắc không ra được đâu, deep thì nó ra cái kiểu khác. Làm tay nhìn khác liền ha. Ừ. Tay người đẹp có khác. Đó, cho nó vào. Tay xấu nhất Mỹ qua tay David cũng sẽ truyền Nguyễn. Em biết sao, năm nhớ em có coi tuần vừa 2 tuần trước anh có làm một cái ai có một model coi như là đẹp nhất thế giới không? Ở bên Utah đó. Em chọn 2 mẫu mà. Hả? Em chọn 2 người. Một người em nhớ không? Một tay vuông, một tay thẳng đó. À, người đó ha. Người đó là hồi xưa ở Việt Nam á là làm lông. Bây giờ qua Mỹ làm leo. Thì đâm ra cái tay nó vẫn còn làm lông như ở Việt Nam vậy đó. Chưa, nó chưa có thay đổi. Okay. Người đó là nhai. Bỏ tay lên miệng nhai. Em trai. Đó. Trời ơi, nhưng mà không có móng luôn. Là lúc đó là anh mới đẩy hết da ra. Kiếm đủ mọi cách để mà đẩy da thì là cao lên, làm cho nó chống một chút xíu ra, cho nó lồi ra một chút xíu thôi. Lồi ra tí là đủ rồi, không cần lồi nhiều. À, sau đó dán móng lên trên da luôn. Tại vì dán móng lên dán móng mà lên trên móng thịt á là nó không có chỗ để cho bột nó ăn vào. Nên ra phải dán móng trên da. Tại vì nếu mà dán móng da kiểu đó là cái keo mà trên cái da đó trong vòng khoảng chừng 2-4 tiếng hồ nó rớt ra hết. Rửa tay rửa tay sẽ rớt ra, hôm nay không sao hết. Mình chỉ cần cái extension để cho nó có chỗ để cho mình bám cái bột thôi. Đó. À. Có anh xem tay mà cười ha. Hello chuyên với em. Tay không đẹp mà vô lung linh ha. Đúng rồi. Bây giờ em có tay nào ấy không? Anh cho anh làm cho một bộ ha. Đây. Cái thằng này lúc nãy mình làm đó, cái keo nó chảy xuống, nó làm hư cái xếp của mình, vũ xếp cho nó thẳng lại. Cái màu xanh ha, đây là cái này cũng là cái này, hồi cái bên này là mình làm cái ôm ren, mình làm hai bên, một bên là một bên mình ôm ren ha. Là một bên là mình ma bô. Ôm ren, nhưng mà ôm không ren đâu có ra được. Phải ôm ren nó mới ra. À, nhớ không? Đúng rồi, cái đó là bí quyết nha. Ừ, làm gì làm phải ôm ren. Ôm ren mới ra. Ừ. Nghe không bà bầu? Ừ. Bà bầu. Ôm ren mới ra được. Ừ, bà bầu thì khỏi nói rồi. Đó. Rồi em lấy cái đó ra cho anh. Đấy, coi. Đó, mấy bạn thấy bộ ombre mới xong và bộ marble mới xong. Bây giờ mình sẽ cho chút xíu cái màu đẹp của em. Chút xíu cái dầu lên trên đây này ha. Công phu á. Đúng rồi, người đẹp là mình phải thích khe. Tay đẹp mình cũng phải thích khe. Xấu thành đẹp luôn. Đấy, thấy chưa? Đẹp hơn nữa. Muốn đẹp là phải đẹp hơn nữa. Thế có móng lên nhìn thấy đó. Đó, mấy bạn thấy không? Đó, xong một bên. Bên đây nữa mình cho chút xíu dầu vào nữa. Mình cho chụp hình cho mấy bạn coi nha. Biết sao ngày hôm nay á, mình đi á, mình quên cái lông chồn ở nhà.
nguyên cái chuồng lông để nhà luôn rồi. Lông hả? À, ờ hôm nay không có lông. Lông để vòng vòng đây đi. Ừ? Không được hả? Lông khác sao không được hả? Không được, trời lông phải lông là phải lông tròn đàng hoàng. À. À, thôi xin lỗi mấy bạn nha, ngày mình không có lông nha. Ừ. Mình rất chần chụi. Chụp hình như là không có lông thì không biết nó như thế nào. Nhưng mà thôi kệ, sẽ chụp. Đó. Nên bạn chờ một chút xíu, mình sẽ lấy cái miếng giấy này để được lên vậy sẽ trắng hơn. Thì nó sẽ thấy được cái nó sẽ không có thấy bi gì, nó không thấy cái bi gì của cái bộ móng tay của mình. Đừng làm ôm ren mới ra đẹp. Đúng. Hello sư phụ. Thôi đi ngủ tiếp. Hello sư phụ em. À, hello em cái gì nè, bây giờ mấy bạn thấy nè. Nè. Một bên là mình làm Mabo làm theo cái J ha. Xem ngoáy ngoài mà nó không ra giống anh. Ờ vậy ha, vậy là em không biết ngoáy rồi. Chút xíu nó đứng ở đây đi, lát nữa anh sẽ ngoáy cho em coi. Nó ra như thế nào. Ờ đúng rồi. Ờ phải ngoáy, không biết ngoáy là không ra, đúng rồi. Đó mấy bạn thấy chưa? Thì đây một bên là ôm ren, một bên là Mabo. Anh hãy quá ngồi đây cười quá. Chúng ý quá. Đó. Ok. Anh sẽ ngoáy giống như thế này. À, cho em coi để như thế nào để cho nó ra. Ok, bây giờ như vậy nè. Thôi chào tất cả các bạn nha. À, hẹn gặp lại mấy bạn trong vòng khoảng chừng 15 phút sau. Mình sẽ làm, mình tiếp tục mình sẽ làm về nó sẽ ra như thế nào. Chào tất cả các bạn. Hẹn các bạn 15 phút sau. Ok. Quá đẹp rồi.